Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 2 năm 2018. Chúng ta học tiếp phần lộ cận tử. Hôm nay là ngày đầu năm mà nói về cái chết, không biết quý vị có dị đoan không. Nhưng mà người Việt Nam mình đã có một cái điều rất là lạ, không biết quý vị có biết hay không á. Thường ta sắm một cái xe mới mà ta chở một cái người chết là ta rất là hoan hỷ. Nhưng mà chở một cái người sanh trên xe thì người ta không hoan hỷ. Cái đó là tại sao thì mình không biết. Không biết cái nguyên do nào, hỏi thì không ai biết cả. Nhưng mà không biết tại sao. Nhưng mà tại sao người ta lại một người chết trên xe mà người ta lại cảm thấy rằng cái đó là tốt, mà sanh trên xe thì lại thấy là không tốt. Thì thiệt là mình không có giải thích được. Nhưng mà dù sao đó, cái suy nghĩ của người ta đó là cái chết không phải là một cái điểm xấu. Và nhiều người đó thời xưa đó là người ta ở trong nhà, những người già là quý nhất, là người ta có được cái cổ quan tài sẵn. Và cái thứ hai nữa, người ta có một cái sinh phần sẵn, tức là làm một cái mộ sẵn, xây kim tỉnh để đó, và cái quan tài để đó, lúc nào mà chết á thì cái quan tài là có sẵn, mà kể cả cái quần áo để liệm, tất cả những đồ liệm đều có sẵn. Thậm chí là có người còn chụp hình để sẵn, để khi mình chết một cái là hình có nè, quần áo tất cả mọi thứ đều có hết, đồ liệm là có hết rồi. Rồi xong rồi có cái quan tài, có luôn cái mộ Phật, để chứng tỏ rằng là cái người Việt Nam của chúng ta đó hiểu biết rằng cái sự ra đi là mình chuẩn bị. Vì cái khi mình ra đời đó thì không biết mình chuẩn bị thế nào thì mình không biết mình ra đời. Nhưng mà cái khi mình chết á thì ít ra trong cái hiện kiếp này mình cũng được sắp đặt cho cái chết của mình. Và những cái sắp đặt đó nó mang cái tính chất là vật chất, là hình thức nhiều hơn. Nhưng mà về mặt tâm linh nó cũng nói lên rằng là người ta chấp nhận sự ra đi và sắp xếp để yên ổn trong sự ra đi của mình. Thì đó là người ta muốn tất cả đều được bình an, tất cả đều được ổn định. Thì cái chết đó nó không phải là một cái điều bức xúc, nó không phải là một cái sự hoảng sợ, nó không phải là cái điều mà người ta còn lưu luyến nữa. Dù sao cái cách mà ta nhìn cái chết như vậy và người ta chuẩn bị cho cái chết như vậy, đó là một cái phước báo rất là lớn. Chúng ta hãy nhìn đây thì chúng ta thấy nha. Cái dòng tâm thức của chúng ta trôi chảy từ vô lượng kiếp, và nó đi vậy không biết bao nhiêu lâu khi chúng ta còn luân hồi. Thì cái đường đi của nó chỉ tạo tác có hai điều, hoặc là thiện hoặc là bất thiện mà thôi. Đây là phần thiện, hoặc là thiện trí. Và đây là những cái pháp bất thiện. Bất thiện thì còn có ba cái chính, đó là tham, sân và si. Thiện thì gồm có hai phần là vô tham và vô sân. Khi mà thiện có trí đây thì nó thêm một cái phần nữa là phần vô si, hay còn gọi là phần sở hữu trí tuệ. Đời sống chúng ta chỉ có bao nhiêu đó thôi. Trong suốt từ kiếp sống này sang kiếp sống, tất cả những gì chúng ta tạo tác đều là chỉ có nhiêu đó thôi. Thành ra cái giờ mà lâm chung, giờ người này phải chết đây, cái tử nằm đây. Thì nếu như cái giờ tử mà cái lúc đó đó, cái tâm thức người ta là nó ở trong những cái pháp bất thiện đây, thì con đường tái sanh này nó sẽ bốn cái cõi khổ. Còn nếu như trong cái giờ lâm chung này mà tất cả những cái pháp thiện và thiện trí đây, thì người ta sẽ sanh lên hoặc là cõi người hoặc là cõi trời. Còn cái đỉnh cao của cái thiện trí này
đỉnh cao của thiện trí này, thì nó sẽ đưa đến giải thoát, tức là chấm dứt luân hồi. Khi nào cái trí tuệ mà nó đạt đến cái đỉnh điểm của nó, cái điểm cao nhất của nó, thì nó sẽ đưa đến giải thoát. Còn khi mà cái trí tuệ chúng ta chưa đạt đến cái đỉnh điểm của nó, chúng ta mặc dù có tam nhân, vô tham, vô sân và trí tuệ, nhưng nó chưa lên đỉnh điểm, thì con đường tái sanh của chúng ta, con đường ở cõi người hoặc cõi trời. Còn nếu không, thì những cái pháp bất thiện xuất hiện trong cái giờ cận tử này, đây là bốn con đường sâu. Bốn con đường mà chúng ta khó có thể trở lại làm người, đó là sinh ra, là súc sanh các loại, quỷ khổ, còn có ma và quỷ đói, hoặc là quỷ dữ, có quỷ đói, có quỷ dữ. Và cái thứ ba, nó là cõi Atula. Và cái thứ tư là địa ngục. Đó là những cái cõi luân hồi mà chúng ta không thể nào tránh khỏi được, trừ khi mà trí tuệ chúng ta đã lên đến cái đỉnh điểm. Đó là con đường rất là rõ ràng. Cho nên là chúng ta không có mơ hồ. Để chi? Để bất cứ ai nói với chúng ta rằng cái pháp tu này trong 7 ngày, 7 tháng, 7 năm mà mình có thể đắc đạo quả, thì tự mình có thể xem lại được, tự mình có thể kiểm tra được. Bây giờ lúc vui vẻ mình khác, lúc tâm bình an mình khác. Khi có gì bức xúc thì tâm mình có bức xúc không? Nếu tâm mình còn bức xúc thì đừng nói đến cái chuyện vậy thôi. Cho nên đừng để người ta lừa mình, đừng để người ta lừa mình ra chỉ tu như thế này thì mình sẽ được vậy thôi. Hoặc mình tu như thế này mình sẽ có rất là nhiều quyền lực. Thì xin hỏi quyền lực đó ở đâu? Quyền lực nó nằm ở cái chỗ chư thiên, tức là cõi trời đấy. Như vậy mình đủ phước báo để lên cõi trời chưa? Và mình có đủ mạnh mẽ để mà mình đã sử dụng cái năng lực siêu phàm của chư thiên chưa? Còn nếu không thì chúng ta sẽ sử dụng cái sức mạnh của quỷ và của Atula. Đó là những ai mong muốn rằng với cái pháp tu nào đó mình sẽ có cái quyền lực siêu nhiên ở trong tay. Còn khi mình đích thực mình tu theo chánh pháp, mình có năng lực siêu nhiên. Năng lực đó nằm ở đây. Năng lực ở đó là mình đã đắc được ngũ thông. Và sau đó mình có cách rèn luyện, thì cách rèn luyện này sẽ đắc thần thông. Tôi xin nói rõ, cái rèn luyện này nó nằm trong cái sở hữu tưởng đây. Cái sở hữu tưởng mà khi mà còn trong cái pháp bất thiện đó, thì nó gây không biết bao nhiêu cái điên đảo và sai lầm trong tâm của chúng ta. Khi tưởng nằm trong cái tâm thiền thì điên đảo đã chấm dứt, nó là đúng. Và nó có một cái sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Và nó đóng góp rất là lớn lao trong cái việc mà chúng ta có thể rèn luyện được cái năng lực siêu nhiên. Như vậy đời này khi chúng ta chưa đắc ngũ thiền và chúng ta chưa có cái phương pháp để mà hành trì đúng mức để có thần thông trong tay, mà chúng ta muốn sử dụng quyền lực siêu nhiên, thì chúng ta sẽ tự hỏi mình xem mình đủ cái phước đức, đủ cái năng lực để mình sử dụng cái năng lực của chư thiên không? Hay là mình sẽ sử dụng năng lực của những người ở cõi khổ? Thành phần nó nằm ở đây. Sử dụng những người này. Và cái khả năng của những người này nói về kiếp, người ta có thể biết được 3 kiếp của quá khứ và có thể biết được 3 kiếp của tương lai. Ba kiếp quá khứ thì tất cả đều có thể biết, nhưng ba kiếp tương lai có người biết, có người không. Đây là cái năng lực nó nằm đây. Và chúng ta thường thấy cái người thế gian đó, người ta sử dụng những năng lực này rất nhiều. Thì như vậy đó, tất cả chúng ta đều hiểu rằng nếu bình thường chúng ta kết bạn với ai
Thì trong cái lúc lâm nguy chúng ta sẽ đi với người đó. Vậy cái giờ lâm chung đây, chúng ta sẽ đi về đây. Đó là chuyện chắc chắn. Mình từng uống rượu chung với nhóm bạn này. Bây giờ khi mình muốn uống rượu, người ta gọi là mình đi ngay. Còn mình thường tu tập với những cái nhóm bạn này. Khi mình muốn đi tu tập, người ta lợi, người ta đem xe để chở mình, thì mình sẽ đi ngay. Thì thế rõ chứ. Bởi vì tất cả những cái gì mà chúng ta trong cái đời sống hàng ngày, chúng ta quân tập những cái pháp thiện hoặc những pháp bất thiện này, nó sẽ hình thành một cái thói quen. Hình thành cái thói quen. Cái thói quen đó chính là nghiệp của mình. Vì sao? Vì nó cứ lặp đi lặp lại điều tốt. Cũng như nó lặp đi lặp lại những điều sai, những cái điều không đúng mà chúng ta không nhận ra. Và lâu dần á, nơi chúng ta nó hình thành những cái khuynh hướng. Khi mà những cái thói quen nó hình thành những cái khuynh hướng thì bắt đầu nó sẽ xuất hiện trong tâm chúng ta. Nó sẽ gọi đó là những cái triền cái. Nó gọi đó là những cái kiết sử. Là đối với lại những cái thói quen xấu, tức là nghiệp xấu. Còn khi mà chúng ta hình thành những cái thói quen tốt, hay còn gọi là nghiệp thiện, thì nơi chúng ta đang tiến dần tới những cái pháp thiện mà chúng ta gọi chung một từ đó là 37 phẩm trợ đạo. Tức là những cái pháp mà nó giúp cho chúng ta đó hình thành nên cái thiện và cái thiện trí. Đặc biệt là nó trợ duyên cho cái thiện trí này nè, nó lên đến cái đỉnh điểm của nó. Vì vậy chúng ta thấy rằng tất cả những gì mình có trong cái hiện kiếp này là do cái thói quen nhiều đời nhiều kiếp của mình đã tạo dựng ra. Và bây giờ nó trổ quả, thành ra chúng ta được sanh ra làm người. Chúng ta có những cái phước báo may mắn trong cái đời sống này mà chúng ta cần phải nhận ra. Có những người đó chỉ nhận ra sự bất hạnh của mình mà không nhận ra phước báo của mình. Chúng ta cần phải nhận ra hai thứ. Chúng ta nhận ra phước báo của mình để chi? Để chúng ta tài bồi cho cái phước báo đó lớn hơn nữa. Ví dụ như mình có cái phước, mình làm ăn rất là dễ dàng. Thì mình hiểu là nhiều kiếp mình đã bố thí, mình đã làm từ thiện, nay mình tiếp tục. Ví dụ như mình nhận ra rằng đó là sức khỏe của mình rất tốt, hiếm khi đau bệnh. Đó là do mình bố thí, mình cúng dường cái thức ăn. Bố thí thức ăn cho cái người nghèo khổ, cúng dường thức ăn cho những bậc thiện hạnh. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục. Và những người mà có cái phước báo này đó, cũng là trong cái ăn uống đó, là cần kiệm tiết độ. Thì nay chúng ta tiếp tục cái sự cần kiệm, cái sự tiết độ. Khi chúng ta để cái gì quên nó đâu nữa, nó cũng không mất. Cũng một tuần, hai tuần lễ sẽ có khi mấy tháng sau có người mang cái đó trở lại cho mình. Thì mình hiểu rằng nhiều đời, nhiều kiếp ấy, là trong cái giới trộm cắp mình không có phạm. Mà mình lại đó là cái người mà hành cái giới này. Tức là ai mất cái gì thì mình đều đem đến mình trả lại cho người ta. Hoặc là mình làm giàu thêm cái tài sản ở thế gian này, chứ mình không có làm cho nó lãng phí, không làm cho khiếm khuyết. Thì bây giờ đây mình tiếp tục cái con đường đó. Cho nên chúng ta nhận ra cái phước báo của mình để chúng ta tạo thêm phước. Mà chúng ta nhận ra sự bất hạnh của mình để chúng ta không gieo cái nhân mà cái người hoặc cái nhóm người hoặc cái hoàn cảnh gieo sự bất hạnh cho chúng ta đây, thì chúng ta không làm y như họ. Mà chúng ta sám hối để chúng ta thoát qua được. Thì như vậy chúng ta đang làm gì? Chúng ta đang tiếp nhận những cái quả bất thiện mà chúng ta gieo xuống đây. Thì bây giờ chúng ta gieo những nhân thiện để chúng ta chuyển. Chúng ta chuyển. Và cái đạo Phật nói rất là rõ ràng, không có ai ban phước lành cho mình cả. Nếu mà Đức Phật có thể ban phước lành cho Ngài A Nan thì Đức Phật đã ban phước cho Ngài đắc đạo quả ngay tức khắc rồi.
Bởi vì đây là cái người gần gũi, mà coi như là cái người mà hộ trì để cho Đức Thế Tôn 45 năm ở thế gian này rồi, có thể là tạo nên biết bao nhiêu cái phước đức cho chư thiên loài người. Mà Ngài A Nan là cái người mà đóng góp cái công sức tận tụy và cả cái tấm lòng mình vào trong đó. Một người rất là tốt, nhưng mà Đức Phật đâu có cho được. Đức Phật chỉ cho giáo pháp, còn tất cả chúng ta đây hiểu giáo pháp thì tự mình muốn làm điều tốt cũng được, mà muốn làm điều không tốt cũng được. Muốn nuôi dưỡng thói quen xấu cho mình cũng được, mà muốn nuôi dưỡng thói quen tốt cho mình cũng được. Mình cứ làm theo ý muốn, và cho đến bao giờ mình hiểu rằng những cái điều xấu mình gieo xuống, người khổ nhất là mình. Khi mình hiểu được vậy thì mình không làm nữa, thì mình thoát. Chứ còn không có ép. Người ta không ép ai cả, không ép bất cứ một người nào cả. Thương thì nói cho biết thôi. Cũng như Phật thương hết tất cả chúng sinh, thì Đức Phật để lại cái giáo pháp đó. Ai nghe cũng được, không nghe cũng được. Là bởi vì không phải dễ mà nghe. Khi mình có cái phước báu thuộc về tam nhân, tức là có cái phước báu về trí tuệ đây, thì chúng ta mới có thể tiếp nhận được. Và khi tiếp nhận rồi đó, thì chúng ta mới ứng dụng được. Còn khi mà cái phước về trí tuệ chúng ta kém, thì gọi là sống sao đầu dịch, tức là đổ bao nhiêu nước thì nó cũng trơn hết. Như cái lá môn, như cái lá sen gì đó, đổ bao nhiêu nó cũng trôi hết. Tại sao vậy? Vì tập khí của chúng ta rất mạnh. Và khi mà cái tâm tham nó có mặt đây thì phải hiểu rằng cái khuynh hướng mà chúng ta dính vào trong cái sở thích của mình và thích thọ hưởng cái dục lạc là một cái khuynh hướng cực kỳ mạnh mẽ này chúng ta. Chúng ta thích nè, và chúng ta dính vào những cái gì mình ưa thích, thì tất cả những cái này đây nó sẽ nhập vào trong cái dòng pháp bất thiện này, mà nó là cái pháp gốc để nó tạo ra không biết bao nhiêu những cái khổ khác. Nó nằm ở chỗ này, nằm cái chỗ mà tất cả chúng ta đây, người ở cõi dục đều dính hết. Chúng ta muốn cái này, chúng ta thích cái kia, chúng ta ưa cái nọ. Và tất cả những cái này nó là cái khuynh hướng ở trong tâm chúng ta. Khi chúng ta nói khuynh hướng, có nghĩa là cái thói quen rất mạnh trong nhiều đời, nhiều kiếp. Và giờ đây nó đang chi phối mình, nó đang cản trở những cái pháp thiện khởi sanh trong tâm của mình. Mình biết mà làm không được, bởi vì những triền cãi này nó ngăn chặn hết. Nó ngăn chặn hết. Mà không những nó ngăn chặn, nó còn lại sai sử nữa. Cho nên người ta làm cái điều ác. Ngày hôm qua đó là ở chùa ổ của sư cô đó, có một cái em nó tới. Khi mà nó tự nhiên ra ngồi, nó đứng lên. Đó là cái người đó mới đảo hoàng cái, nó đảo lại cái mặt nó sắp sụp xuống. Nó bệnh rất lạ. Thì cái nguyên nhân nó nằm ở một cái chỗ rất là tội nghiệp. Là khi nó còn nhỏ đó, nó mới có 6-7 tuổi thôi, thì nhà nó thuê một cái cậu thanh niên đến đây làm. Thì ở nhà nó cứ nghĩ rằng là nó bé quá, thì cái cậu này đã làm bậy với cái đứa nhỏ. Và không phải một lần, rất là nhiều lần. Thì bây giờ nó bị khủng hoảng. Sự sợ hãi đó nó ngấm ngầm ở bên trong cái đứa nhỏ đó, và nó bị khủng hoảng. Và bây giờ nó giống như là cái hệ thần kinh của nó bất thường, và nó cứ như thế. Nó nói là khi nó chạy xe mà những cái đó khi nó khởi lên đột xuất không biết giờ nào thì nó có thể té xuống xe. Thì thấy là một cái, đây là một cái quả nghiệp xấu, một cái quả nghiệp xấu. Nhưng mà vì đó nó khủng hoảng quá cho nên là không có thể mà giải thích cho nó được. Chỉ nói những cái điều mà nó có thể tiếp nhận được. Còn cái điều mà mình cần phải nói nó chánh yếu là phải nói như thế này. Là những gì mà ngày hôm nay con thấy đây, thì con phải hiểu rằng con đã làm như vậy và con đã gieo khủng hoảng cho trẻ con.
cái quả nghiệp này đó trổ sao. Hãy nhớ như thế này, là những gì chúng ta gieo rắc xuống, người khác là nạn nhân. Cái người mà gieo rắc xuống cho người khác làm nạn nhân đó, thì người ta thỏa thích trong lòng của người ta. Người ta thỏa thích trong lòng của người ta. Và cái thỏa thích này đó, nó ở trong cái điểm cao nhất của nó, gọi là cái điểm ác. Nhưng mà nó thỏa thích. Thì cái người là nạn nhân đó, người ta phải gánh chịu những cái trạng thái tâm lý mà cái người gieo xuống không hề biết được. Khi nào nó trổ quả đó, thì cái người mà gieo xuống cái ác nghiệp này nè, phải trở thành nạn nhân để học cái bài học này. Cho nên những bất hạnh trong cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta phải học từ đó cái nhân mà mình đã gieo xuống. Ngày hôm nay mình gặt cái quả này để thôi không có oán trách, để thôi không có bị khủng hoảng nữa, để thôi không có xót xa nữa, mà chỉ có sám hối mà thôi. Và con đường này chúng ta không làm thì chúng ta chưa nói đến sự bình yên trong tâm. Sự khủng hoảng này nó sẽ mang theo rất nhiều kiếp, không phải mang đi một kiếp. Là bởi vì cùng với sự khủng hoảng mà chúng ta trở thành nạn nhân đây nè, chúng ta đây có một cái nỗi lo sợ, có một cái sự oán trách, có một sự bực tức, một sự bức xúc mà nó không bao giờ nó có thể là đi ra khỏi trong cái tâm trí của mình. Bởi vì cái sở hữu tưởng này, khi mà gieo xuống cái ác nghiệp, nó đã ghi nhận tất cả những cái hành vi của nó. Những cái hành vi của nó chính là những cái sở hữu tư. Và cái sở hữu tư này, nó chính là nghiệp đây. Nó tạo như thế. Thì cái lúc mà mình đã gieo xuống, thì cái sở hữu tư nó điều khiển. Và giờ đây đó, khi mình tiếp nhận đó, thì chính cái sở hữu tư này nó tạo thành cái quả nghiệp. Và nó đẩy ngược cái vấn đề trở lại. Trước đây mình gieo xuống, người ta là nạn nhân. Cho nên cái này nó diễn ra kể cả trong lúc chúng ta chết. Trong cái giờ hấp hối, thì tất cả những cái gì mà chúng ta gieo xuống gọi là nghiệp đây, thì cái giờ hấp hối đó, cái gì mà chúng ta gieo mạnh mẽ nhất nó sẽ đi ra. Và cái này sư cô đã giải thích rất là nhiều lần rồi. Và nói rằng là cái nghiệp đó, nó trổ sinh đó, đây là giống như cái căn nhà mà trong này nó nhốt những cái nghiệp này. Con lớn, con nhỏ, con trắng, con đen nó đủ hết. Đây là cái cửa. Cái giờ lâm chung đó là cái cửa này mở để cho những cái nghiệp nó đi ra. Thì cái nguyên tắc của nó, cái con nào mạnh nhất trong này nó sẽ tuôn ra. Thì cái khuynh hướng nào mạnh nhất, thiện mạnh nhất nó sẽ đi ra. Bất thiện mạnh nhất nó sẽ đi ra. Đó là cái khuynh hướng thứ nhất. Cái khuynh hướng thứ hai, cái con nào đứng gần cái cửa này, đứng gần cái cửa này, hãy cửa vừa mở nó đi ra. Có khi cái con đứng gần đây là con mạnh nhất, cũng có khi con đứng gần đây là con yếu nhất. Và thiện bất thiện thì nó cũng chỉ có hai cái con đó thôi. Cho nên là có những người đó, họ sanh ra trong cái gia đình rất là giàu có, nhưng mà nó chỉ ở được trong cái thai mẹ thôi. Đến khi nó sanh ra, trong ba bữa đó, khi cái người mẹ ôm con về thì ôm con của người khác, không phải ôm con của mình. Vì cái phước của nó không được hưởng cái sự đầy đủ, cái sự chăm sóc của một cái gia đình giàu có này. Một cái đứa nó sanh ra trong cái gia đình nghèo, bởi vì cái giờ cuối của nó có bỏng sẻn, có cái gì đó thì nó sanh ra. Nhưng mà cái thường nghiệp của nó làm điều tốt, cho nên là nó quán đổi, nó ở trong cái nhà của cái cha mẹ mà giàu có, nó hưởng. Rồi đến một cái lúc nào đó là nó hết cái phước nó rồi,
thì nó sẽ quán chuyển trở lại. Nhưng mà quý vị thấy nhiều khi nó ngang trái lắm. Có những đứa nó không có muốn, thí dụ như cái đứa mà từ trong cái gia đình khó khăn á, mà nó ở trong cái gia đình giàu có đó, thì giờ đây nó không muốn trở về cái chỗ đó nữa. Còn cái đứa mà nó ở trong cái gia đình khổ đó, bây giờ qua cái mới á, có đứa thích hợp được, có đứa không thích hợp được. Cho nên là cái giờ cận tử của mình là một cái giờ mà tất cả những cái nghiệp của mình nó tranh nhau để nó ra khỏi cái chỗ này. Cho nên cái giờ lâm chung là cái giờ rất là quan trọng. Nên cái người Campuchia đó, họ chia cuộc đời của họ bằng giai đoạn. Cái khi còn nhỏ thì người ta có một cái thời gian ở chùa 3 ngày, 3 tháng, 3 năm gì đó, ở một cái chùa. Ở càng lâu càng tốt. Thái Lan cũng vậy. Rồi sau đó người ta đi ra đời, người ta làm việc, sanh sống, lập gia đình. Sau khi ổn định xong rồi thì người ta trở lại chùa. Là đi ba cái giai đoạn như thế. Còn người Việt Nam mình nói bây giờ còn trẻ quá, vô chùa chi cho sớm đi. Người ta cứ nghĩ là phải cho nó cạn cùng rồi thì mới đi tu. Trong khi tu á, thì cần sức khỏe, cần cái tuổi trẻ. Chứ còn già yếu rồi thì cái gì nó cũng chậm hết. Và nó không thể đầy đủ một cái sức lực như cái người trẻ được. Nhưng mà chúng ta hiểu sai, chúng ta hiểu không có đúng. Thì khi mà cái giai đoạn cuối trong cái cuộc đời của người ta đó, mà người ta quân tập được những cái thói quen lành, thì những cái thói quen này á, nó trợ duyên trong lúc ra đi. Chứ không phải là chúng ta ỷ lại vào là cái giờ mình lâm chung á, sẽ có người ngồi cái bên mình, hoặc là tụng kinh hộ niệm, hoặc làm cái gì đó, thì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta muốn là một lẽ, chúng ta sắp đặt là một lẽ khác. Còn cái phước giờ đó có được hay không là cái chuyện khác. Rồi nếu mà cái phước giờ đó có được những cái vị đó ở một bên đó là được cái phước rồi. Nhưng mà cái giờ đó cái phước nghe được cái điều đó và chấp nhận hay không là khác. Ví dụ giờ mình thỉnh cái vị thầy thân nhất mình đó, nói rằng cái lúc mà con sắp ra đi thầy đừng có bỏ con, thầy phải cố gắng thầy tới nha. Bây giờ đạo tràng đây chị em đừng có bỏ tôi nha. Ráng mà tới nha. Rồi tới giờ cuối người ta tới thiệt, mình có phước là ta tới được. Nhưng mình nghĩ trong bụng chết rồi, thầy tới đây chắc là hộ niệm cho mình đi luôn, bạn bè tới đây là hộ niệm cho mình đi luôn. Thì lúc đó mình làm gì với cái cảm xúc đó? Mình thuận hay không thuận? Hay thuận rồi chợt lo sợ, rồi lo sợ rồi lại thuận, thuận rồi lo sợ, chưa biết đi vào cái khắc nào. Chưa biết đi vào cái khắc nào. Cho nên cái chuyện mà chúng ta tu tập, chúng ta hành trì, thì cái này sư cô chỉ là nhắc lại thôi đó. Là khi mà mình cái phước báo về trí tuệ của mình chưa cao đó, thì bao giờ cái giờ lâm chung của mình, hai cái này nó cứ đi lên đi xuống. Những cái tình cảm, cảm xúc của mình đối với gia đình, đối với đời sống, đối với những cái gì quen thuộc của mình, nó luôn luôn khởi lên. Điều tốt, điều xấu đều khởi lên hết. Hai cái pháp thiện và bất thiện này nó sẽ xen kẽ nhau để nó khởi lên. Nhưng cái thoát của mình á, là thoát trong thiền. Tức là mình thấy cái lo lắng của mình khởi sanh lên, thấy cái buồn mình khởi lên lên, thấy cái không chấp nhận của mình khởi lên, rồi thấy mình chấp nhận vân vân. Hai cái này nó cứ đang xen nhau. Thì cái thấy của mình không có đang xen, mà cái thấy của mình giống như nó là cái trí tuệ để nó nhìn xuống đây, nó chiếu xuống đây. Và cái giờ chúng ta ra đi là cái giờ khác mà chúng ta nhìn thấy. Nó là pháp niệm tâm cũng được, nó là pháp niệm thọ cũng được. Còn nếu pháp niệm thân thì chúng ta thấy cái hơi thở ra vô, rồi khi cái hơi thở nó hắt ra thì đi theo cái hơi thở đó là pháp niệm thân. Còn ví dụ như chúng ta thấy những cái cảm xúc của chúng ta, những cái cảm thọ của mình, nó là pháp niệm thọ. Mà cảm thọ nằm trong tâm, thấy cái tâm cũng được, thấy những cái đó rồi ra đi. Còn những cái pháp thì pháp bất thiện đây, pháp thiện đây, thì cũng là thuộc về tâm. Nó hiển hiện trong cái tâm thì chúng ta chỉ cần thấy rồi ra đi thì đó là thoát. Thoát đây là không phải là mình giải thoát,
đưa đến chấm dứt luân hồi mà thoát đây, tức là chúng ta thoát khỏi cái bốn cái cảnh khổ này đây. Rồi bởi vì cái giờ đó, cái tâm của chúng ta đây là thiện trí, thì chúng ta sẽ tái sanh làm người tam nhân. Và như vậy cái nguyện mà chúng ta sanh ra mà được thấy chánh pháp và được sống trong chánh pháp thì nó sẽ đi theo cái thiện trí này, nó đầy đủ tam nhân để tái sanh làm người hoặc là chư thiên. Người cũng có đầy đủ tam nhân, chư thiên cũng có đầy đủ tam nhân. Đó là cái con đường mà cái giờ cận tử của chúng ta đó, chúng ta có thể tự hộ trì cho mình chứ không phải ai khác cả. Cho nên tất cả những cái pháp mà chúng ta tụng kinh đúng giờ, chúng ta trì kinh liên tục, chúng ta ngồi thiền vân vân, thì những cái pháp đó là đã trợ duyên cho chúng ta. Trước nhất là cái tâm bình an, sau nữa là coi như chúng ta có một cái thói quen, cái thói quen đó sẽ trợ lực cho mình. Thì cái giờ lâm chung thì tất cả những cái thói quen này nó sẽ xuất hiện trong tâm của chúng ta. Cái này cái phần cận tử chúng ta sẽ nói rõ, còn cái phần này là nói chung chung để mình có một cái nhìn tổng quát như thế, để mình biết là cái đời sống chúng ta đó, thì cái chuyện sanh tử là cái chuyện mà nó xảy ra từng sát na. Nhưng có những cái sanh tử mà nó có một cái chuyển đổi cực kỳ lớn, và có những cái sanh tử nó bình thường. Cái sanh tử mà nó diễn ra trong từng sát na đó, thì như chúng ta nhìn thấy rõ đó, là cơ thể chúng ta hãy thở vô là thở ra. Thở vô nó là cái sanh, sinh khởi một cái hơi thở, và khi ra là cái hơi thở nó diệt. Vì vậy sự sinh diệt nó nằm trong từng cái hơi thở của chúng ta. Bây giờ đây tất cả những cái tế bào nó thuộc về trong thân ngoài thân của chúng ta, nó cũng sinh diệt, nó luôn luôn có sự sinh diệt đó. Nhưng mà cái sự sinh diệt này á, nó là nằm trong một cái chữ đó, nó gọi đây là sự sống. Sự sống thì gồm có sinh và diệt, hai cái này. Sinh diệt rồi diệt sinh, sự sống nó bằng cái này, nó gồm cả hai chứ không phải nó chỉ có một thôi. Đây là cái luật, bây giờ mình ăn vô là nó phải có thải ra, chứ không thể nào mà nó không có thải ra cả. Thì con đường sinh diệt là cái con đường của cái sự sống. Nhưng mà tại sao đó, khi cái sát na mà nó diệt ở đây, sắc nó tử đây, thì nó liền kề chỉ một sát na nữa thôi, thì cái sát na đó nó gọi là cái sát na sinh. Liền kề đây nó là sinh, thì nó quan trọng. Nó quan trọng bởi vì cái tử này đó là nó đoạn lìa sự sống. Cái tử này nó có liên quan đến hai cái nơi. Cái thứ nhất là chúng ta nhìn ở đây nè, chúng ta thấy nè, xúc thọ tưởng tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, thì chúng ta nơi đây nè, chúng ta có danh mạng quyền. Danh mạng quyền. Và phần ở dưới này đây, chúng ta sẽ có ở đây, chúng ta có là sắc mạng quyền ở đây. Sắc cảnh sắc, sắc tết chữ gì, mạng căn nằm đây. Nằm số 2, sắc ý vật và sắc mạng căn hay là mạng quyền cũng được. Thì chúng ta có sắc mạng quyền. Cái khi mà cái sắc na tử này đó, nó có một cái năng lực rất là mạnh đó, là nó chấm dứt cái mạng sống của chúng sanh này. Có nghĩa là danh mạng quyền cũng diệt mà sắc mạng quyền cũng diệt. Khi mà danh mạng quyền và sắc mạng quyền nó sinh ra trong một tâm, nó sinh ra một trăm trong một tâm, hoặc nó sinh ra trong một sắc pháp, thì nó có sinh diệt. Nhưng mà cái sinh diệt này để mà nó bảo toàn sự sống. Còn cái chết của nó thì cái danh mạng quyền và sắc mạng quyền nó diệt luôn một cái là đứt hẳn toàn bộ hết. Nó cắt đứt
cái dòng tâm thức của chúng ta trong một sát na. Và cái sắc mạng quyền này nó cắt đứt cái sự sống này trong một sát na, nhưng mà cái lát cắt của nó cực kỳ mạnh mẽ, đó là nó thay đổi một kiếp sống. Cho nên cái danh mạng quyền này khi cắt đứt một cái đó, thì cái thần thức mà gọi là kiết sanh thức nó tái sanh á, thì nó bắt đầu một đời sống mới. Nó không như cái sanh diệt mà bảo toàn trong cái sự sống này. Hai cái đó nó khác nhau, nó đổi hoàn toàn, nó chuyển đổi cái chúng sanh này từ đang là một cái kiếp người đây có thể xuống địa ngục, từ trong cái kiếp người này có thể lên chư thiên, từ chư thiên này cũng có thể tái sanh xuống hàng súc sanh, quỷ khổ, Atula, địa ngục. Nên là nó thay đổi, nó chuyển đổi trong 31 cõi, nó thay đổi. Nó thay đổi do cái gì? Do nghiệp. Do cái hoạt động của nghiệp. Mà trong cả một cái luồng nghiệp, nó kéo dài từ vô lượng kiếp đấy, nó đi. Và nó cũng đi trong cái thiện ác mà thôi, không có đi ra khỏi ngoài cái thiện ác đó. Lực nó đi là như vậy. Thì như vậy, hôm trước là chúng ta cũng đã nói nhiều về cái phần thứ nhất rồi. Hôm nay ôn lại để nói thêm một vài cái tổng quát cho chúng ta nhớ lại. Khi chúng ta nói đến nguyên nhân sự chết thì nó có bốn cái. Nó là tuổi thọ, nghiệp, cả hai tuổi thọ và nghiệp. Và cái thứ ba là cái đoạn nghiệp, hay còn gọi là sát nghiệp. Thì chúng ta có thể ví dụ, trong cái chú giải có nói, ví dụ cái tuổi thọ này là tim của một ngọn đèn, tim đèn. Còn nghiệp này có thể ví như là dầu, dầu trong cái đèn đó. Thì vậy là tim mà hết, dầu có còn đi nữa thì cái đèn nó vẫn tắt. Tim nó còn mà dầu nó hết thì đèn vẫn tắt. Có khi cả hai, cả hai tức là tim và dầu đều hết cả. Và cái thứ tư này, đoạn nghiệp hay là sát nghiệp, tức là nó cắt nha. Đèn thì vẫn còn tim, đèn thì vẫn còn dầu và đang cháy sáng. Gió thổi mạnh có thể tắt, mưa tạt ngang có thể tắt, một cái gì rơi xuống, chụp xuống có thể tắt. Thì nó gọi là cái đoạn nghiệp, hay còn gọi nó là sát nghiệp. Bây giờ chúng ta nói cái thứ nhất, tức là nói về cái tuổi thọ. Tuổi thọ này chúng ta nói hai tuổi thọ. Cái tuổi thọ thứ nhất á, là chúng ta nói đến cái tuổi thọ của cái cõi sống. Ở trong cái tờ nhỏ này đó, thì ở đằng sau nó cũng có một cái bảng đó. Cái bảng này đó ghi về chúng sinh trong 31 cõi. Thì trong đây có ghi cái tuổi thọ. Ghi cái tuổi thọ thì thí dụ như bây giờ mình nói cái cõi trời. Mình nói cõi trời Đao Lợi Thiên thôi nha. Thì cái tuổi thọ của nó là một tha hóa tự tại là 16.000 thiên niên, tức là 16.000 cái trên cõi trời đó. Còn cái loài người đó thì là không xác định. Bốn cái cõi khổ là không xác định, tức là tính từ loài người xuống bốn cõi khổ là cái tuổi thọ không xác định. Còn tất cả những vị này đều có tuổi thọ xác định cả. Tính từ trên xuống dưới đều có tuổi thọ cả. Ví dụ Tứ Đại Thiên Vương là tuổi thọ là 500. Thì như vậy đó, thì chúng ta nói tới hai tuổi thọ. Tức là cái tuổi thọ theo như cái cõi sống của mỗi chúng sinh được tái sanh vào đó. Ví dụ mình sanh ra cõi trời nào thì cõi trời đó có tuổi thọ là bao nhiêu. Còn nếu mình sanh ra cõi người và bốn cõi khổ thì cái tuổi thọ là không xác định, tức là chưa biết là bao nhiêu cả. Đó là một cái tuổi thọ. Thì khi người ta sống đó, thì cái phước của người ta đó, mà lớn đó, thì người ta thưởng hết cái tuổi thọ của cái cõi đó. Còn nếu không đó, là nó có một cái loại tuổi thọ là tuổi thọ theo quả nghiệp của mình. Mà những lần giảng về tâm tục sinh thì sư cô có nói là cái khi mình sinh ra đó
là trong cái tâm quả tục sinh của mình đã định cái tuổi thọ của mình rồi. Tức là do những cái quả nghiệp thiện và bất thiện này mà khi mình sinh ra đời, trong cái tâm tục sinh của mình đã xác định là mình sẽ chết vào cái tuổi nào, chết ra làm sao, lúc chết như thế nào, nó định bởi vì nó có cái quả nghiệp của nó hẳn hoi. Thì ra cái tuổi thọ này có hai loại nha. Thứ nhất là nó theo cái cõi sống, cái thứ hai là nó theo cái quả nghiệp của mình. Và chúng ta ít khi có cái phước, chỉ trừ chư thiên thôi, thì mới có thể hưởng hết cái tuổi thọ của cái cõi đó. Còn tất cả chúng ta đây là hưởng cái tuổi thọ theo quả nghiệp của mình. Cái tuổi thọ mà nó lâu dài là do chúng ta thứ nhất không có phạm cái giới thứ nhất nhiều, mà lại hành cái giới thứ nhất nhiều và có hiệu quả. Tức là chúng ta không giết người mà lại cứu người, thì cái những người đó là cái tuổi thọ của họ rất là dài lâu. Ví dụ như cái người Việt Nam của mình á, tôn trọng những cái người mà có cái nghề nghiệp tốt, mà tôi gọi bằng thầy. Ví dụ tôi gọi thầy thuốc, tôi gọi thầy giáo. Thì cái thầy thuốc và thầy giáo đó là vì cái thầy thuốc là cứu mạng người, còn cái thầy giáo đó là mở mang cái trí tuệ cho con người, thì ta gọi đó là hai cái vị thầy. Nhưng mà nếu như cái người thầy thuốc này đi ngược lại với cái nghề nghiệp của mình á, thì cái người này cái tuổi thọ nó ngắn lắm, nó đọa không biết bao nhiêu. Ví dụ như có một nghề mà ta không nhìn ra đó là cái nghề phá thai. Bây giờ mình bị phân công vào cái khoa đó thì biết làm sao? Phải đủ phước mới ra khỏi, còn không đủ phước thì ra không khỏi. Mà còn thiếu phước nữa thì lấy cái đó là làm cái chuyện bình thường. Tại vì công việc phải vậy thôi, chứ tôi cũng đâu có suy nghĩ gì đâu. Thì những cái đó, suốt một cái cuộc đời của mình mà hành cái nghề đó rồi đó, thì cái con đường trở lại làm người hiếm gặp lắm. Tại vì cái nghề của mình nó sanh ra cái nghiệp. Có những người mà khi mà ta làm cái công việc đó, người ta làm chính xác 100 trường hợp đó là không còn trường hợp nào sống được hết. Thì như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng là cái thói quen trong cái việc mưu sinh của mình đó là cái nghề. Cái nghề mình làm hàng ngày nó trở thành cái thói quen. Cái thói quen này nó hình thành cái nghiệp, rồi cái nghiệp này nó phải trổ cái quả nó. Do mình không cứu mạng người mà mình làm cho người ta không thể ra đời được, thì cái con đường mình làm người không thấy nữa đâu. Cho đến bao giờ mà chúng ta được làm người thì hãy tính cái con số đếm, và tính luôn cả cái tâm trong lúc chúng ta hành xử như vậy, thì chúng ta sẽ biết. Cho nên không phải rằng cái thầy thuốc, mình làm thầy thuốc rồi mình có phước báo, nhưng mà chưa hẳn là cái phước báo. Nếu như trong lúc mình hành nghề, cái tâm mình nó xuyên xẹo thế nào mình biết. Có một nhóm người mà theo sư cô thấy không riêng ở Việt Nam mà rất là nhiều nước, hầu hết trên thế giới, là chuyên môn đi đi làm cái công việc là giới thiệu từ cái hãng thuốc này cho đến cái bệnh viện, và tính cái hoa hồng cho cái người mà kê cái toa thuốc này, nước nào cũng vậy ha. Thì người ta coi đó là một cái nghề mưu sinh. Và ngay cả cái người thầy thuốc mà ký tên để hưởng hoa hồng đó, không bao giờ tôi nghĩ đó là ác nghiệp. Không bao giờ tôi nghĩ đó là ác nghiệp. Ta nghĩ là chỉ tăng một chút xíu thôi, đâu có sao đâu. Nhưng mà cái người ta nghèo là do người ta thiếu phước. Mà bây giờ mình làm cho người ta thiếu phước hơn nữa, thì ta có rất nhiều cách để ta xử lý. Cái thứ nhất, ta quyết định không điều trị nữa, để cho chết. Tại vì nếu không, con người ta sẽ đói. Bán nhà, bán ruộng, bán đất, chữa bệnh mà biết rằng không hết, mà con mình sẽ ở đâu đây? Cho nên người ta không chữa nữa, ta để chết. Hai nữa, mình kéo dài.
do cái thuốc đó nó mắc quá, đáng lẽ người ta trị 4 lần, bây giờ người ta trị 2 lần hết tiền rồi để đó, bây giờ nó lưng lửng đó. Thì những cái bệnh đó là tất cả thầy thuốc đều biết rằng là những cái con vi trùng nó kháng thể lên như vậy đó, nó mạnh dữ lắm cho nên là khó chữa trị. Và nó kéo dài vậy. Thì mình cứ nghĩ mình kê to một người, hai người, ba người là lâm vào cái tình cảnh đó. Thì khi cộng sổ hết cuộc đời mình á, bao nhiêu những cái khổ mình gieo rắc cho cái người khác á, kể cả khi người ta chết như vậy rồi, con người ta không có cái con đường học hành, không có con đường tiến hóa, người ta rơi biết bao nhiêu thảm cảnh á, thì mình sẽ hưởng kiếp này không hết thì kiếp khác nữa hưởng cho nó hết cái đó. Mà hưởng cho đến bao giờ nhận thức ra rằng mình sai thì mới thoát, còn không phải tiếp tục nữa. Cho nên cái đồng tiền thì nó ít, nhưng mình gieo rắc cái nghiệp quá nhiều. Ở đây cũng vậy, đi ra nước ngoài cũng vậy. Thì cô thấy nó quảng cáo 700 ngàn phá cái thai 2 tuần tuổi, 3 tuần tuổi, 1 triệu là mấy tuần tuổi, 2 triệu cho đến 7-8 triệu bao nhiêu tuần tuổi. Cho 10 triệu đi, 10 triệu này xài trong bao lâu? Mà cái quả này đó, nó trả không biết bao nhiêu kiếp. Vừa hoài thai trong bụng mẹ nha, bất cứ là hoài thai ở chủng loại nào, không bao giờ thấy đường ra đời, sẽ chết như thế. Trong cái bụng mẹ không biết bao nhiêu kiếp. Bây giờ quý vị thấy người ta đi bắt cá ăn không? Cầm cái chích điện, chích hết từ lớn tới nhỏ, từ trong chủng loại chết hết ráo, không trừ một cái gì hết. Luật pháp không có cấm điều này. Trong cái luật đời Hồng Đức đó, là một cái lưới, là một cái lưới mà đánh bắt đó, là nó phải cái kích cỡ nó bao nhiêu, quá kích cỡ đó là phải. Bởi vì nó nhỏ quá, nó bắt những con cá nhỏ mùa tới lấy đồ ăn. Và những cái mùa mà vua ra lệnh đó, là cái mùa này cá này nó đang có chữa, nó sắp sanh, thì cấm đánh bắt, mà đã đánh bắt lỡ là phải thả trở ra. Còn bây giờ đó, là tất cả rồi quăng lựu đạn xuống, quăng chất nổ xuống, cá nổi lên chết. Cái nghiệp sát này trả nổi không? Chưa hết đâu quý vị. Cái mà chúng ta kinh khủng nhất trong chiến tranh đó, là chất độc da cam. Thì bây giờ nó biến thành thuốc diệt cỏ. Và hầu hết bây giờ người ta làm rẫy đó, người ta đều dùng thuốc diệt cỏ vô tư. Và duy nhất đó, là bản thân cái người sử dụng đó khi xịt ra đó ảnh hưởng trở lại. Cái thứ hai, nó ngấm vào trong lòng đất. Con lớn, con nhỏ, con gì cũng chết hết. Khi nó trôi xuống nước, đi xuống nước, con gì uống vô cũng bệnh, kể cả con người. Bay lên không trung, con người đều bệnh hết. Nghiệp sát hải hùng, không có nhận đâu. Quý vị thấy chúng ta thiếu phước. Chúng ta sinh ra trong một cái thời đại mà các cái nhà khoa học đó dùng cái sự thông minh của mình để phổ biến một cái ác nghiệp, chứ không phải phổ biến một cái tài năng. Bây giờ thịt heo nái mà biến thành thịt lạc đà, đó là công trình nghiên cứu khoa học, nhưng đây là ác nghiệp. Tất cả những cái thuốc tăng trưởng dùng như thế nào, chứ còn tất cả thuốc tăng trưởng đều làm cho chúng ta ăn vô đây đó là nhức mỏi hết cơ thể. Mấy người nói là ăn măng nhức mình á, vì cái măng nó lên rất là mạnh, nó là cái cây mà nó có thể cao 10 thước mà. Thành ra ngay cái đọt măng nó theo cái thiên nhiên của nó thôi, thì cái lực tăng trưởng nằm ở cái đọt đó. Khi chúng ta ăn, chúng ta cắt bỏ cái đọt khoảng chừng 5 phân thì chúng ta an toàn, còn để đó là bị. Còn ngày nay đó thì tất cả nó đều là thuốc tăng trưởng hết, thì chúng ta ăn mỗi cái một chút, mỗi cái một chút. Kiểm dịch thực phẩm nói rằng cái hộp này ăn an toàn không có gì hết, hộp này cũng an toàn, hộp này cũng an toàn. Nhưng chúng ta một ngày chúng ta dùng bao nhiêu rau củ đậu quả, tất cả mọi thứ đây, thì tổng vật lại cái số này là con số có cho phép hay không. Cho bây giờ ung thư không có chỗ để mà nằm, còn bệnh nhức mỏi đau khắp trong người từ nhỏ tới lớn không trừ một ai cả. Và ngày hôm nay đó,
là người nam biến thành người nữ biến thành người nam, nằm trong cái chất tăng trưởng đó. Và bây giờ trẻ con đó dậy thì sớm trước tuổi, nằm trong cái chất tăng trưởng, nằm trong sữa. Quý vị thấy không? Cả cái thế gian này á, không ăn thì chết vì đói, mà ăn thì chết vì bệnh. Là người ta đầu độc lẫn nhau. Và diệt chủng, quý vị thấy chết không? Cái nghiệp sát này là kinh hoàng hết, nhưng nó diễn ra, không có ai cấm cả. Loài thủy sản chết như thế nào? Ai đã tạo ra cái chết của loài thủy sản? Thì cái người tạo ra cái chết đó và những người có thừa hưởng những cái lợi lộc kéo theo cái đó, thì thủy sản chết như thế nào, gia tộc người ta chết như thế đó. Và nghiệp khi mình gieo xuống đó, thì xin nhắc lại nữa, nhắc rất là nhiều lần vậy. Chết trong gia tộc chết như vậy, nhưng mà nó sẽ tiếp tục chết nữa, cho đến bao giờ học được cái bài học này thì thoát, mà chưa học chưa thoát. Bởi vì khi chúng ta gieo rắc xuống, không nghĩ tới hậu quả, thì mình phải nhận cái hậu quả này, cho đến bao giờ mình biết ra rằng chính mình đã gieo rắc xuống. Đó là chân lý về tâm linh mà chúng ta rất là coi thường. Chúng ta gieo vô tội vạ, và khi gặt thì chúng ta khóc lóc, chúng ta thở than, chúng ta than trời trách đất, chúng ta đổ thừa tại những nguyên nhân gần, mà chúng ta không thấy cái sâu xa chính là nghiệp mình đã gieo trồng xuống, không thấy được đâu. Cho nên cái con đường mà trong cái đời sống chúng ta, con đường thoát của chúng ta là con đường thiện và thiện trí. Ai siêng làm cái điều này, ai hướng cái tâm mình ngày đêm vào cái điều này, thì cái người đó đi vào cái con đường gọi là con đường từ trong bóng tối mà đi ra ánh sáng, hoặc con đường đã sáng bây giờ lại càng thêm sáng. Còn nếu không, tất cả chúng ta có thể từ trong tối đi mãi trong con đường tối, và có thể từ trong sáng đi vào con đường tối. Từ sáng đi vào con đường tối, quý vị nhìn thấy nè, những người giàu có đó, ngày hôm nay người ta sưu tầm những món ăn độc. Và món ăn gì cũng có thể đem ra, con gì cũng có thể đem ra chế biến cả. Tất cả những cái con vật đó bị săn lùng. Ngày hôm nay thì tới mấy con sùng ở dưới đất đó, bây giờ cũng được săn lùng để đem ra làm thức ăn. Kể cả trùng, bây giờ cũng nuôi trùng để làm thức ăn, mà kể cả ăn sống luôn. Thì tất cả những cái con vật, những cái loài mà ta gọi là cái súc sinh đây, súc sinh các loại đây, súc sanh các loại đây, thì ai làm người đây, ăn cái thịt súc sanh đây, thì quý vị thấy con đường câu thông chưa? Thấy con đường câu thông chưa? Mà lại giết nó nữa, thì cột chặt cái đời sống này vào đây. Thật ra tất cả đều là nghiệp chúng ta chọn. Đấy, chọn đấy. Chúng ta nối đây. Chúng ta làm người mà chúng ta nối và xuất sanh. Chúng ta lại đi xâm nhập vào trong cái thế giới đó để giết hại cái sự sống của những cái chủng tộc đó, để mà nuôi cái mạng sống của mình. Thì chúng ta đã tạo ác nghiệp như thế nào chúng ta thấy. Vì tất cả xuất sanh đều có lục căn. Chúng ta đây cũng có đầy đủ lục căn, chỉ khác nhau cái hình dạng thôi. Tại vì phước khác nhau mà nó khác nhau về hình dạng, nó chỉ khác bao nhiêu đó thôi, còn lục căn nó có đầy đủ hết. Như vậy cái sự chết là cái chấm dứt cái lục căn này, và sự sống là chuyển sang một cái lục căn khác cho nó phù hợp với lại quả nghiệp của mình mà thôi. Thì bây giờ trong cái kiếp người đây, chúng ta hàng ngày đã câu thông với ai? Miếng ăn hàng ngày chúng ta câu thông với súc sanh. Và chúng ta ở trong cái đường dây sát hại những súc sanh này để nuôi sự sống của mình. Đường đi đã thấy rõ. Còn chọn lựa là do mình. Đâu có chối cãi gì được, đâu có nói năng gì được đâu.
không có viện một cái lý do nào, không có viện một cái cớ nào cả. Con đường này là con đường của nghiệp sát. Và cái tuổi thọ của chúng ta dài hay ngắn nằm trong giới thiệp. Cho nên người thầy thuốc mà cứu người thì cái người thầy thuốc này đó có cái tuổi thọ dài, còn không thì tuổi thọ nó ngắn lại. Tất cả đều do như thế mà, nó nằm trong cái nghiệp sát. Vậy thì chúng ta nhìn trong cái kiếp sống chúng ta hiện tại, chúng ta sẽ biết thứ nhất tuổi thọ chúng ta ước chừng bao nhiêu có thể biết được. Và khi mà chúng ta nhắm mắt rồi đó, thì con đường tái sanh chúng ta gần gũi với ai nhất chúng ta biết. Con đường đi là do mình định sẵn trong cái kiếp này. Đường đi, lối lại nó đã quen thuộc rồi. Cho nên là mình phải hiểu cái tuổi thọ là gì, cũng như cái nghề mà nó có cái nghiệp tốt là gì. Nghề có nghiệp tốt là khi nào mình làm nghiệp tốt. Cũng như bây giờ khi mình đi thọ giới, thì cái vị thầy mà truyền giới cho mình nói rằng là khi mà con thọ năm giới rồi đó, thì con tránh được bốn cái cõi khổ là súc sanh, ngạ quỷ và Atula chẳng hạn. Nhưng mình thọ giới rồi mà mình không có giữ giới và không có hành giới thì con đường nó mở ra thênh thang thôi. Hoặc là nói là một người xuất gia thì có thể cứu được cửu quyền của mình trong nhiều kiếp, trong nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng mà xuất gia mà phạm giới thì đâu có cứu được. Cũng như một cái nghề tốt mới chỉ là một cái phước thôi. Còn mình vô trong cái nghề đó, mình quậy nát cái nghề đó thì con đường đọa của mình phải có thôi, chứ đâu có thể nào có khác hơn. Thầy giáo cũng như vậy, mà đến đời học sinh nó còn nói thế này: dạy có 70% thôi, còn 30% để dành mà bán. Là phải đến nhà học để đóng tiền là bán. Thì đây không phải nhà giáo, mà đây là người bán chữ. Và đến đời trẻ con nó vẫn biết cái điều đó, thì cái đó là một cái sự thoái đọa, mà đó là cái nguy cơ của cả một dân tộc, chứ không phải rằng cái nguy cơ đó chỉ ở trong một vài nhà giáo mà thôi đâu. Và cái con đường tuyển sinh vào để làm nhà giáo đó, phải tuyển người giỏi nhất. Và trong các ngành lương nhà giáo phải cao nhất. Nhưng bây giờ nó đi con đường ngược lại là tuyển sinh là người dốt nhất và trả lương bèo nhất, thì cả một cái dân tộc phải đi vào trong tâm tối. Tại vì cái người giỏi là một, cái thứ hai là người ta có cái thời giờ để nghiên cứu, để mà học hỏi, để mà phát triển, thì mới đem đến cho trẻ nhỏ cái gì. Một tiến sĩ mà đưa về dạy mẫu giáo là phước lớn nhất, chứ không phải người nào cũng dạy mẫu giáo được. Vì sao vậy? Vì từ trong cái bụng mẹ nó lớn lên cho đến nó 6 tuổi là nó hình thành cái khung nhân cách của con người. Mà cái người thợ dụng về mình đưa vào đó thì còn gì cái khung nhân cách này nữa. Cho nên phải đưa những người cực giỏi, những người cực khéo, thì chúng ta mới hình thành được cái khung nhân cách của con người. Và đó là cái gốc mà để cho tiến hóa của cả một cái dân tộc, của cả nhân loại. Nhưng mà bây giờ nó méo quá rồi, nó là hàng thứ phẩm nhiều quá rồi, cho nên còn nói gì tới cái ngày mai. Và cái con đường này thì nó dẫn đi đến một cái sự lệch lạc, không phải là chỉ có một kiếp. Cho nên không phải sanh ra được làm người, mà khi chết rồi lại có thể dễ dàng tái sanh làm người. Người mà nói rằng mình sinh ra làm người, chết rồi mình được tái sanh làm người, thì người đó là theo cái đạo của Hindu mới nói như vậy, chứ còn đạo Phật không có nói gì. Đạo Phật nói nhân quả rõ ràng. Tất cả những gì chúng ta gieo xuống đều nằm trong cái tốt hoặc cái xấu. Hãy chọn lựa mà gieo xuống. Và không ai áp bức mình cả, cũng không ai cầm tay mình làm được cả. Tất cả là do mình. Người ta có xúi dục, người ta có trói tay mình lại, người ta có để dao cần cổ mình, ta ham giết mình đó, thì mình có thể chết một cái kiếp này nhân phạm, không phạm ác nghiệp. Còn mình nói rằng vì tôi bị bức bách, vì tôi thế này tôi phải phạm ác nghiệp, là có phần hợp tác của mình trong đó.
Người ta chỉ giết được cái thân xác này, người ta không có ép bức mình làm cái ác nghiệp được, mà cái ác nghiệp này là do mình. Cho nên cái tất cả những cái quả do ác nghiệp này trổ sanh đều mình là cái người đó chủ nhân để gieo xuống, và mình là cái người kế nghiệp để hưởng tất cả những cái quả gì mình gieo xuống. Nhớ như vậy để không có than, để không có oán, mà chỉ để sám hối mà thôi, và sửa đổi. Còn nếu chúng ta không chịu điều này thì mình sẽ còn ở đó để mà học, ở đó mà gieo trồng đó theo cái ý thích của mình. Và rồi mình sẽ coi coi cái ý thích này nó cho mình một cái bài học như thế nào để mình tỉnh ngộ. Còn mình không tỉnh ngộ, mình cứ trôi lăn, cứ trôi lăn đi. Nó đọa không biết bao nhiêu kiếp để học cái bài học về tâm linh, và học nơi chính trong cái cuộc sống của mình, từ trong những cái cảm thọ của mình, từ trong những cái suy nghĩ của mình, từ trong những cái mình thọ hưởng và những cái mình phải chịu đựng. Tất cả đều là bài học. Chúng ta nhớ như vậy thì chúng ta thấy sanh tử này cũng là một bài học. Bởi vì chúng ta đây không biết mình chết vào lúc nào, chết ra sao. Nhưng ngày nào chúng ta còn tỉnh táo thì chúng ta còn xác định lại cho mình là chỉ con đường thiện mà thôi, không có con đường nào khác hơn. Như vậy thì cái tuổi thọ này chúng ta có được là do mình gieo trồng xuống những cái điều lành, mà đặc biệt nó là trong cái giới thứ nhất. Cho nên đối với lại cái người tại gia đó thì cái giới này đứng hàng đầu. Những cái quả mà thuộc nghiệp sát đó, chúng ta muốn thấy nó diễn ra hàng ngày đó, thì chúng ta hãy đến những cái khu giải phẫu của tất cả các bệnh viện, để chúng ta thấy khi sử dụng dao kéo đều nằm trong nghiệp sát cả. Mổ tới mổ lui, mổ cái này mổ cái kia nọ, hay cơ thể chúng ta bị đoạn cắt ở cái phần nào, mặc dù có cái phước báo là lầm đi nữa, thì chúng ta hiểu rằng là dao kéo này chúng ta đã từng sử dụng. Điều hết, hãy vào trong đó để thấy. Còn khi á mình hành hạ người ta bằng đủ mọi cách hết á, để người ta phải chịu đựng sự đói, sự nghèo, phải chịu đựng biết bao nhiêu cái mà làm cho người ta đây phải bất an đó, thì hãy nhìn tất cả những cái khu bệnh đủ thứ loại bệnh đi, để hiểu rằng cái nghiệp mình gieo ra nó làm nên như thế. Và chúng ta không hình dung được những cái điều đó. Cho nên là phải gặp được những cái người đó mà ta thấy tới giờ ta chết, ta chết chứ cả đời ta không thấy bệnh. Lâu lâu cũng có sổ mũi được chút đỉnh sơ sơ vậy thôi, chứ người ta không có bệnh. Và những cái người đó đó, nhiều đời nhiều kiếp trong cái giới thứ nhất người ta rất tốt, người ta ít có phạm lắm. Còn không, mình phạm vào trong đó là bị, mình phạm vào trong đó là bị. Phạm là dính, phạm là dính. Chúng ta hiểu rõ như vậy để làm chi? Để chúng ta từ từ nhận ra đây nè, rồi từ từ chúng ta giảm bớt. Và phải nhớ vậy nha, mình nhận ra nó, mình cho nó giảm bớt, nhưng không có nghĩa là nó giảm luôn. Thì cũng như thế nè, nói về quý vị hình dung, ví dụ khi mình chưa tu đó, thì cái tánh nóng của mình, cái tâm nóng của mình đó, nó giống như là cái ngọn lửa của cái đống ung này, nó bốc lên cả. Cái khi mình biết rồi, mình thấy mình biết rồi, mình làm giảm nó xuống. Cũng như mình lấy nước mình tưới vô vậy. Thì đây là nước giới, nước của sự giữ giới và sự hành giới, nó làm cho nó nguội xuống, nó nguội lần. Rồi cái nước của thiền định, nước của thiền định, nó làm cho tắt luôn, cái đống ung nó không còn nóng nữa. Nhưng mà chính giữa nó còn có chút xíu hồi xưa, nó chưa bằng cái đầu ngón tay, mà nó nằm ủ trong đó. Tay mình thọc vô cũng không thấy nóng nữa, hết rồi. Nhưng mà có một cái điều kiện gì đó mà nó bung hết cái đó ra, thì cái lửa này lên đốt nhà như chơi. Thấy không? Đốt nhà như chơi. Đề Bà Đạt Đà, thấy không? Có thần thông luôn. Cái lửa đó nó còn có chút xíu bên trong thôi, nhưng mà khi muốn làm giáo chủ, khi muốn đưa cho cái người xuất gia với mình, nó không phải bưng cái bình bát khất thực, mà có ngài yêu cầu thì ông vua đó,
ông đem lại tất cả những cái lợi nhuận đến để cho ai cũng ham tu hết, cho người ta sung sướng người ta tu, thì có bao nhiêu đó nó thổi lên, bây giờ còn nằm ở địa ngục chưa ra, chút xíu thôi. Cho nên là mình giảm, giảm ngày nào mừng ngày đó, giảm giờ nào mừng giờ đó. Còn cái lúc nào nó lên thì quý vị thấy là nó lên. Còn mình biết thì nó xuống, còn không nó cứ lên, rồi còn bao nhiêu nó cứ như thế vậy. Thì thấy chưa? Cho nên là Đức Phật đạt đến cái đỉnh điểm của thiền sắc giới, đạt được cái đỉnh điểm của thiền vô sắc giới, thì cái vị này đủ sáng suốt để thấy nó còn chút xíu trong tâm. Mà thiền định á, không quỷ được nó, mà phải ngồi dưới cội bồ đề, dùng cái thiền tuệ thấy nó, hiểu không? Thấy nó, thấy nó, thấy nó, và thấy rất rõ, thấy liên tục, thấy nó không có giờ để nó nhảy lên sân khấu nữa, thì cái lực đó nó mới thiêu đốt toàn bộ, thì mới nói đến sự chấm dứt luân hồi. Cho nên là bớt một chút mừng một chút, bớt bữa nay mừng bữa nay, bớt giờ này mừng giờ này, giờ sau nó nhảy tưng tưng không biết được. Nhưng mà mình luôn luôn mình thấy biết để cho nó hạ xuống. Nhớ nha, cái hoạt động của nó là như vậy, còn chút xíu cũng không được. Nhưng mà mỗi một cái giai đoạn vậy là mình có một cái cách để mình làm cho nó suy yếu lần, cho suy yếu lần. Mình hiểu biết như vậy để cho mình nuôi dưỡng cái thiện trí của mình, nuôi dưỡng cái mạnh này là. Và chúng ta giải thoát từng việc, từng lúc, từng nơi, từng chỗ, để từ những cái kinh nghiệm giải thoát này mà nó hình thành nên cái mà khi mà chúng ta đã thoát ra rồi thì chúng ta không trở lại nữa. Chúng ta biết cách để nó không trở lại nữa thì cuối cùng nó mới đi đến cái sự giải thoát hoàn toàn. Mà hả, ngày nào mà chúng ta chưa giải thoát hoàn toàn thì đường luân hồi chúng ta còn đó. Và luân hồi này đi tái sanh bằng quả nghiệp của mình. Cho nên là khi chúng ta được tái sanh vào cái cõi nào thì cũng là do phước báo của mình. Thí dụ do cái phước báo của mình bố thí, mình giữ giới, mình hành giới, mình tái sanh lên cõi trời, thì cái tuổi thọ ở cõi trời này nó dài. Nhưng mà mình ở trên cái cõi trời dài này đó, mình ở dài hay ngắn cũng là do quả phước của mình, cũng là do những cái quế nhiễm của mình đây nè, nhiều hay ít. Những cái quế nhiễm của mình nè, tham sân si này, nhiều hay là ít. Vì ở trên đó mà nổi cái tánh ganh tị lên, nói tại sao mà cái khung trời người này nó đẹp hơn của tôi. Vừa nghĩ xong cái là cái sắc của mình nó hết tươi rồi, và cái vườn hoa của cái cung điện của mình nó suy yếu xuống rồi, là rơi xuống, rơi xuống đây. Hết giàu thì thành nghèo, thì đây là những cái pháp bất thiện đây, nó rơi vào đây, nó phải tái sanh xuống đây. Tái sanh xuống đây, mà biết thì lên, không biết thì xuống nữa. Vì thế không? Những cái mà mình đang sử dụng đây, ví dụ như điện thoại này, những cái phương tiện truyền thông của mình đây, tất cả những văn minh mình hưởng đây, là do chư thiên tái sanh xuống đây tạo ra chứ. Sức con người lòng đâu có nổi, nhưng ta tái sanh xuống đây ta tạo phước. Ta tạo phước rồi ta đi lên. Vì thế ông Bill Gates không? Kiếm thì kiếm từ trăm đồng, ngàn đồng, vài trăm ngàn đồng, rồi tới cả triệu đô la. Nhưng mà làm phước là hàng tỷ đô la. Và tôi xuống đây thì chỉ làm cái công việc đó thôi. Sau khi thân ngoại mạng chung rồi, rồi theo thước báo đó, người ta tái sanh lên cõi trời trở lại. Và con đường đó vẫn là con đường của luân hồi. Cho nên người ta xuống đây, người ta làm cái điều lợi ích lớn, người ta làm giàu. Nhưng người ta sống rất là bình thường, người ta không sử dụng cái đồng tiền đó để mà người ta thỏa thích trong cái dục lạc của thế gian. Người ta sống, người ta biết tiết độ, bởi vì đây là cuộc sống của chư thiên. Và ta làm phước hết để chi? Để người ta trở về cõi trời lại. Đấy, con đường ta đi đó. Còn trong khi đó, khi mình không hiểu biết á, mình đi tìm cái gì? Mình đi trong cái khuynh hướng thọ hưởng dục lạc của mình, tức là cái gì mình thích thì mình thỏa mãn rồi. Mình suốt đời chỉ muốn cái điều thỏa mãn đó thôi, mà không biết sự thỏa mãn này đưa về đâu.
Thấy không? Sự thỏa mãn này đưa về đâu? Thí dụ như mình nói một điều đi, toàn thể thế giới này, từ cổ cho tới kim, từ đông sang tây, cái nạn mãi dâm không kết thúc. Dẫu người ta có đưa ra bất cứ một cái cách thức, một cái phương án nào nữa thì nó vẫn không kết thúc. Tại sao vậy? Tại vì đây là cái sở thích của những chúng sinh sanh ra trong cõi dục, và người ta muốn hưởng quá mức của cái mà phương tiện để biểu hiện cái tình cảm, thì ta muốn thỏa thích trong cái thứ dục lạc này. Và vì vậy trên thế gian này mãi dâm không kết thúc. Mặc dù tất cả mọi người đều ý thức rằng đây là cái việc không tốt, nhưng không kết thúc được. Nạn ngoại tình cũng không kết thúc được. Mặc dù người ta biết đây là ác nghiệp, nhưng không sợ vì những cái cảm thọ này quyến rũ hơn. Mà ta chấp nhận rằng sau khi chết muốn ra sao cũng được, còn bây giờ phải thọ hưởng những cảm thọ này, không kết thúc. Và chúng sanh như vậy cứ tạo ác nghiệp. Và có những người nói thế này, không biết tại sao mà tôi gặp người chưa vợ, người chưa chồng tôi không thích. Đàn ông thì nói là tôi chỉ thích lấy những người đàn bà đang có chồng. Còn có những người nữ, người ta nói là chỉ thích những người đàn ông đang có vợ. Ta không biết tại sao. Thì câu trả lời rất rõ ràng, đó là quả của tà dâm đang hiện ra trong tâm của mình. Cho nên nó quyến rũ bằng cái đó. Để chi? Để nó tái phạm, mà nó mới chấm dứt kiếp người và nó đưa xuống đọa lạc. Và nó sẽ là cái đầu mối để cho cái nghiệp sát có thể phát sinh ra. Không biết bao nhiêu cái tai ác trong cái chuyện đó, nhưng người ta không nhìn ra quả nghiệp. Người ta bị cái sự cuốn hút đó, và ta vâng chịu theo cái sự cuốn hút đó. Nếu người ta nhận ra rằng đây là quả nghiệp, thì người ta nói rằng tôi không tái phạm. Còn hãy tái phạm là nó sẽ đi, nó sẽ dẫn đi, và nó dẫn đi trong ác nghiệp của nó. Cái đường dẫn đó nằm trong sở thích, nằm trong sở thích. Những sở thích lệch lạc, những sở thích bệnh hoạn, nhưng nó dục giả trong người, và khi nếm trải thì như là ăn trái cấm. Nó có một cái sự kích thích lạ lùng của nó. Và chúng ta hiểu rằng trong cái lạc thú mà có một cái sự kích thích không ngừng nghỉ này, nó là cái dấu hiệu báo rằng đây là cái ác nghiệp sẽ diễn tiến khôn lường. Mà nếu mình không nhận ra được cái điều này, không nhận ra cái hậu quả nó, thì chỉ ngừng ở chỗ đó là thấy những cái kích thích này, thấy những cái lạc thú này là không có gì đánh đổi được hết. Mà chấp nhận có rơi xuống địa ngục, chấp nhận có bị bất cứ một cái quả ác nào trổ sanh cũng vẫn chấp nhận để mà thọ hưởng cái cảm thọ này đây. Và cảm thọ này chúng ta sẽ nhìn thấy nè, nó phát sinh lên, chúng ta nhìn cái chữ 121 này, nó đi hết tất cả. Khi mình đi vào con đường sai lạc thì những cái cảm thọ kinh hoàng nhất nó sẽ nằm trong địa ngục, và nó nằm trong tất cả những cái cảnh khổ ở đây. Nằm đây, nó di chuyển lên xuống đây, không ra khỏi hết. Và tại sao người ta nói rằng những cái cảm thọ trong cái địa ngục này là những cái cảm thọ mà những cái chúng sinh đây thích thú? Chúng ta hãy nhìn nha, chúng ta sẽ thấy có những người đó, người ta thích làm cho người khác sợ hãi, người ta thích làm cho người khác khiếp đảm, người ta thích làm cho người khác đau đớn, người ta thích làm cho người khác rên rỉ, người ta thích làm cho người khác đứng ngồi không yên, thì người ta rất là thỏa thích ở trong lòng. Và cái cảm thọ hạnh phúc đó là cái cảm ngộ của quỷ đói và cảm ngộ thọ của những chúng sinh trong địa ngục. Và nơi đây chúng ta làm con người nè, những cái đó vẫn xuất hiện.
Rồi khi nào nó xuất hiện thì chúng ta phải kiểm soát nó. Còn không kiểm soát nó sẽ mạnh mẽ hơn lên. Vì sao vậy? Vì sao chúng ta đã là con người rồi mà những cái cảm thọ ác đó, những cái cảm thọ thỏa thích khi làm khổ người ta vậy, nó vẫn phát sinh lên mình vậy? Là bởi vì trong những cảnh khổ này ta đã trải qua rồi. Và bây giờ đôi khi nó trở lại và không kiềm chế, không ý thức được thì nó sẽ thỏa thích. Cho nên quý vị hãy nhìn nha, rất nhiều cặp vợ chồng người ta giày xéo nhau, người ta vẫn không bỏ nhau. Bởi vì nó hình thành một cái thói quen, nó hình thành cái nghiện. Người này nhục mạ người kia chửi bới người nọ, người này khinh bỉ người kia khinh bỉ người nọ, người ta giày đạp nhau, người ta vẫn thích sống với nhau. Đó là cảm thọ của quỷ đói và cảm thọ của chúng sinh trong địa ngục. Cho nên cái hạnh phúc của những cái loài này là vui sướng hả hê trên sự đau khổ, trên sự cùng khốn của người khác. Cho nên quý vị thấy có những nghề không? Những nghề tra tấn tội phạm trong chiến tranh. Vì thấy ở Campuchia bắn người ta chết, chém người ta chết, đập đầu người ta chết, bắt người này đập đầu người kia chết, chết bây giờ là coi như là khai quật lên đâu cũng là mồ chôn tập thể hết. Cầm cái này đi chích là chôn tập thể đây, chết hết cả chùm. Nhìn thấy người chết không? Gọi là chết chùm. Chết những cái tai nạn thảm khốc, không phải một người. Đó là những cái cộng nghiệp trong ác nghiệp mình thấy không ra. Và những cái chết đó trong cái giờ ra đi, nó là sự khủng khiếp, nó là sự sợ hãi, nó là sự hoảng loạn, nó là những cái mà nó hoàn toàn nó như một cái gì kinh khủng nó xảy ra trong mình, là không có thể nào thoát ra khỏi chỗ đó được. Tâm mình nó không đi ra khỏi được cái chỗ đó, mà nó lẫn quẩn. Và nó nằm trong cái chỗ nào? Nó nằm trong cái loài ma này nè. Cái loài ma khổ này khóc thảm. Khóc thảm, hoảng hốt, sợ hãi và lang thang không biết nơi nào cả. Và cho đến khi nơi mình không chịu được thì những cái cảm thái tiêu cực thuộc về buồn, về khổ bây giờ nó nổi lên thành một cái mặt tích cực kinh khủng của nó. Nó sẽ trở thành quỷ dữ chứ không phải là quỷ đói nữa, từ chỗ này. Và như vậy con đường nó sẽ dẫn xuống đây, con đường nó dẫn xuống đây. Nó đi như thế, nó đi hoài trong cái cõi khổ, không thể siêu sanh tịnh độ. Chỉ có thể siêu sanh tịnh độ khi nào có cái phước trí tuệ soi sáng xuống đây mới được siêu sanh tịnh độ. Còn không, không thể siêu sanh tịnh độ. Và chúng ta hãy hành thiền nằm đi để biết rằng á, cái phần trăm mà lúc mình chết á, mình tỉnh táo hình mình mê muội, cứ hành thiền nằm trong 5 phút sẽ biết mình sáng suốt đến mức độ nào, hoặc là mình tâm tối đến mức độ nào. Hãy hành thiền và hãy đo lường. Chỉ cần vài phút trước khi ngủ thôi thì mình sẽ biết cái con đường cận tử và con đường tái sanh của mình đó là có bao nhiêu phần trăm nó sẽ đi một con đường tốt đẹp. Hãy làm đi, rồi sẽ thấy. Thành ra trong cái tuổi thọ của mình có phước báo, và trong cái nghiệp mình gieo đó, nghiệp có phước báo khác, nghiệp không có phước báo khác. Tất cả đều nằm trong phước báo mà. Còn hả, ngược lại với phước báo là tạo những điều bất hạnh cho mình. Sống trong bất cứ kiếp sống nào cũng vậy, mà cái con đường tái sanh cũng đi trong cái luật của nghiệp báo này thôi. Và quả nghiệp của nó không có thoát ra khỏi cái này. Bây giờ chúng ta tới cái phần thứ nhất chúng ta nói rồi, giờ chúng ta nói tới cái phần thứ hai đó, là cái nghiệp. Nghiệp mà nó hết. Cái nghiệp đây là cái thời gian mà mình thọ cái quả nghiệp.
quả nghiệp lành hoặc là quả nghiệp không lành, cái thời gian mình thọ nghiệp hết thì chết. Ví dụ như có những người đó, cái tuổi thọ người ta còn, nhưng mà cái phước người ta ngắn quá thì người ta vẫn chết. Thí dụ như bây giờ cái người này đó, do nghèo quá, đói quá mà chết. Chứ nếu lúc đó người ta có thức ăn đầy đủ người ta không chết. Hoặc là người ta bệnh nhưng mà ta có điều kiện người ta chữa trị thì nó sẽ hết, mà không có điều kiện chữa trị thì người ta sẽ chết. Hoặc là có những cái nơi người ta chết vì lạnh quá, người ta có những nơi người ta chết vì nóng quá. Ví dụ mỗi một cái mùa nóng như vậy đó, là bên Ấn Độ đó người ta chết rất là nhiều. Vì nó thiếu cái gì quý vị biết không? Nó thiếu nước với thiếu chanh. Vì trời nắng quá người ta cần cái chanh đó, người ta dắt vào trong cái nước được. Quý vị đến Ấn Độ thì bất cứ quý vị đi cái chỗ nào người ta cũng bố thí nước. Nhà nào ta cũng bố thí nước uống, kể cả nhà nước. Nhà nước thì cứ khoảng cách bao nhiêu cây số vậy đó, thì người ta bố thí nước uống và bố thí nước sử dụng cho cái người dân gì đó. Nhiều nơi nó không có nước, rất là khổ, thì người ta bố thí. Thành ra có những người đó là người ta vì cái phước mà thuộc về cái quả nghiệp, người ta tạo ra những cái quả nghiệp xấu quá. Thành ra khi người ta sanh ra, mặc dù người ta có cái tuổi thọ, do cái phước báo người ta có tuổi thọ, nhưng mà cái phước báo để duy trì cái tuổi thọ đó không có. Cho nên là những cái yếu tố mà nó thuộc về quả nghiệp xấu, thí dụ đói nè, thí dụ như là lạnh nè, thí dụ như nóng quá nè, nghèo quá nè, vân vân, thì người ta có thể chết. Hoặc là như đời nay chắc về sau nó còn nhiều cái quả nghiệp nữa. Cái quả nghiệp hiện nay mà người ta làm giàu rất là nhiều đó, là bán thuốc giả, bán thuốc thiếu chất lượng cho người ta. Và cái này nó giàu hơn ma túy. Thành ra khi cái liều lượng nó có hai loại. Một cái loại là thí dụ như thuốc này đáng lẽ là nó 5 phần thì người ta làm có 3 phần rưỡi thôi hoặc 3 phần thôi. Thì cái đó là cái thuốc mà nó, cái chất lượng của nó bị thiếu, thì người ta uống hoài nó không có hết bệnh. Thứ hai là thuốc nó giả hoàn toàn, người ta uống vô là nó không có cái hiệu nghiệm gì cả. Thì những cái người đó, đó mà khi cái nhiều đời nhiều kiếp họ tái sanh ra đó, khi họ đau bệnh ngặt nghèo thì họ sử dụng cái loại đó để họ chết đó. Tức là họ uống hoài không hết bệnh họ phải chết, hoặc là uống toàn là thuốc giả không thì họ phải chết. Cho nên ngày hôm nay đó, cái lợi tức về cái đó rất ít, nhưng mà cái mà người ta sẽ trả trong nhiều kiếp rất nhiều người ta không nhận ra. Cho nên cái ác nào người ta cũng có thể gieo xuống được hết, miễn người ta đó là có cái tục sản mà thôi. Người ta không nghĩ về vấn đề tâm linh. Mà cái tục sản này đó, người ta khi làm cái điều ác, người ta có thể tránh khỏi được pháp luật. Do người ta có tiền, người ta có thể mua được nhiều thứ, người ta tránh được. Nhưng mà về mặt tâm linh người ta không bao giờ tránh được. Bởi vì nó trổ quả trong tâm cho nên người ta không tránh được, người ta phải chết thôi. Thì những cái người mà họ tái sanh vào trong những cái cõi mà có cái phước báo như cõi chư thiên chẳng hạn vậy, thì cái tuổi thọ nó rất là lâu. Nhưng mà có những người sanh trong cõi chư thiên đó là họ chết cũng rất nhanh, là bởi vì do họ còn một cái chút mà nó dính mắc ở trong tâm đó, là những người này họ thích hưởng thụ, ví dụ thích chơi vậy thôi, đi dạo cảnh xem qua hoặc nghe nhạc vậy thôi, rồi tới cái giờ ăn quên ăn thì chết. Nó nằm trong này, nằm ở thằng. Còn cái sân là nãy sư cô nói rồi, nhiều lần nói rồi, tức là do mình thấy thiên cung người ta đẹp hơn, mình xấu hơn, hoặc là nổi nóng với nhau, cãi nhau cái gì đó thì hai người sẽ rơi rụng xuống liền, chết liền. Cho nên cái tuổi thọ thì nó còn, nhưng mà cái phước nó hết, do mình tạo ra cho nên có thể chết liền. Đó, những người tái sanh trong cái loại đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng chết là do cái thứ nhất là do cái tuổi thọ của mình, cái thứ hai là do cái quả nghiệp, tức là do cái phước của mình, và cái thứ ba là do cả hai thứ, tức là tuổi thọ mình cũng ngắn mà cái quả phước lành của mình cũng ngắn, cho nên là khi cả hai nó dứt cùng một lúc thì mất, hoặc là cả hai cùng dài nhưng mà hưởng tới đó là hết. Ví dụ có những người ta trên 90 tuổi chẳng hạn thì ta không có bệnh gì hết á, cái người ta yếu lần yếu dần rời ra đi thôi.
rất là tỉnh tấn. Ví dụ như là sư bà ở tỉnh xá Ngọc Điền đó, thì sư cô thấy là coi như sư bà sống rất là giống như là một cái người có một cái hạnh nghiêm túc đó, và cái người lúc nào cũng rất là mạnh mẽ, rất là tự lực vươn lên. Thì cái hôm mà sư bà mất là cái hôm mà sư cô về tỉnh xá Ngọc Điền, thì cái lúc đó là sư bà muốn ăn sáng thì các cô mới cho sư bà ăn, thì đút mấy cái muỗng nhỏ mà sư bà ăn xong thì sư bà mà làm gì nè, tức là sư bà muốn rửa miệng thì các cô mới rửa miệng cho bà, rồi sau đó sư bà khoát cái tay thì mới đỡ sư bà nằm xuống. Thì khi đó là sư bà nó muốn đưa cái tay lên mà đưa không nổi, thì sư cô nói thôi thì bây giờ để cho sư bà nằm yên đi. Thì sư bà nằm yên, sư bà nằm nghiêng vào một bên, sư bà thở chút xíu, sư bà ra đi, không có một cái gì xảy ra. Thì cái trường hợp đó mình gọi là cả hai, tức là cái tuổi thọ nó hết rồi mà cái phước của quả nghiệp cũng hết rồi. Cho nên là những người mà ở trong trường hợp cả hai này nè, ra đi rất là bình yên. Và khi người ta mất rồi đó, thì cái gương mặt người ta đẹp hơn lúc còn sống, đẹp hơn. Và thông thường những người này đó mà nó được cả hai đó, thì người ta không có ra đi trong bệnh tật, người ta ra đi vì cái sức nó mỏng lần mà chết thôi, chứ không có bệnh tật. Còn một trong hai trường hợp này đó thì nó có bệnh tật xảy ra, nhưng mà do cái hai thứ này đó, tức là vừa cái tuổi thọ hết mà vừa là cái quả nghiệp nó hết rồi đó, thì ta ra đi rất là bình yên. Nhất là với một cái người mà cái lực tu tập đó trên 50 năm như vậy. Đây có sư bà xuất gia năm đó là 37 tuổi mà mất là năm 94 tuổi, thì rất là lâu. Mà sư bà có một cái đặc biệt như thế này, là cái hồi trẻ đó là không có muốn lập gia đình, nhưng mà khi cái người cha đau nặng quá mà có một cái lời phát nguyện nó không có đúng, nó nói rằng ai mà cứu được cha mình đó thì mình sẵn sàng ưng cái người đó để mà giống như trả ơn, rồi là lập gia đình. Sau đó rồi cũng nhiều cái trưng chiên lắm, thì cuối cùng mà sư bà cũng có một cái quyết định trong cái thời mà lúc mình khổ nhất, là có cái quyết định là xuất gia. Và xuất gia như vậy là suốt luôn cho tới cái hồi ra đi, thì sư bà sống rất là bình an, rất là đơn giản. Và như vậy giờ ra đi cũng bình an lắm, không có gì cả. Thì như vậy một cái kiếp người mà được như vậy là mình coi thấy là cái con đường tiến hóa rồi. Mặc dầu chưa có nói đến chuyện đắc đạo quả, nhưng mà con đường luân hồi là con đường luân hồi đi lên. Thì chúng ta chỉ mong ước như vậy thôi, chứ làm sao mình nói đến cái chuyện đắc đạo quả dễ dàng được, không khó đâu, khó lắm. Chúng ta phải hiểu thế này, cái khi mà mình tạo cái nghiệp đó, thì cái phần mà tâm động tốc này, thì cái năng lực mà nó chỉ huy tất cả những cái tạo động tốc này đó chính là sở hữu tư. Cái sở hữu tư này nó tạo tác, nó như là chỉ huy trưởng vậy đó. Ví dụ như bây giờ một cái tâm thiện nó khởi lên, thì chính cái sở hữu tư này, xúc thọ tưởng tư, sở hữu tư này nó sẽ chỉ huy tất cả những cái pháp thiện mà có mặt trong cái tâm thiện này để nó tạo tác nên cái nghiệp thiện. Còn ngược lại, nếu như mà nó là pháp bất thiện thì cái sở hữu tư nó cũng sẽ tạo tác nên pháp bất thiện. Và cái sở hữu tư này nó mạnh lắm, cho nên khi nó tạo xong rồi đó thì nó sẽ trổ quả. Đây, nó sẽ trổ quả. Và như vậy đó thì những cái quả này, những quả này trong đó có cái quả, hai cái quả này đưa đi tái sanh, hai quả đưa đi tái sanh, tám cái quả thiện hữu nhân này đưa đi tái sanh, năm cái tâm thiện và thiền sắc giới đây, bốn cái thiền vô sắc giới đây là tất cả đưa đi tái sanh. Thì cái sở hữu tư nó hoạt động từ trong những cái tâm mà nó thuộc về động tốc đây, nó sẽ trổ quả. Và những cái quả này
nó nằm trong cái phần tục sinh đây, thì nó hoạt động suốt luôn cho hết cuộc đời của mình, cho đến cái giờ mà nó tử, tâm tử đây hoạt động suốt đây, thì cái tâm tử ở đây thì cái tử đó cũng chính là cái sở hữu tư nó hoạt động, hiểu chưa? Nó cũng là hoạt động. Cho nên là khi mà cái sanh nghiệp của nó đến cái giờ cuối cùng của nó, thì cái sở hữu tư mà nó thuộc về cái sanh nghiệp để nó hình thành nên một cái kiếp sống năng động đó, thì nó suy yếu. Nó suy yếu. Rồi để cái giờ đó, đó là cái tâm động tấp này nè, nó sẽ bắt cảnh để nó đưa đi tái sanh. Đó là cái hoạt động của cái sở hữu tư. Khi mà cái trong tâm của chúng ta đó, là tất cả những cái cảnh mà nó thuộc về bên ngoài, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đây, đối cảnh của nó, và cái cảnh trong tâm của chúng ta đó, thì nó sẽ hình thành nên những cái hoạt động của tâm thức này, nó gọi là lộ ngũ hay lộ ý đây. Thì tất cả những cái hoạt động này nó đều là do cái sở hữu tư hoạt động mạnh cả. Thì tới cái giờ mà lâm chung đó, thì cái sanh nghiệp này nó suy yếu. Để mà nó sẽ khởi sanh vào cái tâm tục sanh mới, thì tất cả những gì mà chúng ta tạo tác nơi cái động tác này, khi chúng ta gieo xuống cái nhân đó, thì nó sẽ nằm trong những cái quả đưa đến tục sinh đây, để mà nó bắt đầu một cái kiếp sống mới. Thì như vậy, cái chết là gì? Cái chết là chúng ta chấm dứt cái hoạt động của danh pháp và sắc pháp trong hiện kiếp này, để chuyển đổi qua một cái ngũ uẩn mới, tức là danh pháp và sắc pháp cho một kiếp sống mới. Thì cái danh pháp sắc pháp này nó có nằm trong cái hình thể nào là do nghiệp của mình. Nhớ vậy, do nghiệp của mình và do trong kiếp này mình kết nối. Cho nên đã nhiều lần sư cô nói rằng mình nuôi con vật gì mà mình gắn bó với nó quá mức, thì mình thấy con đường đi của mình, thấy con đường đi. Vì vậy đó, nếu mình không nuôi con vật gì mà mình chỉ sống với con người thôi, ví dụ mình sống với con mình chẳng hạn, mình thương con mình quá đi, hay thương cái người thân nào của mình quá đi, và tới khi mình chết mình cũng không muốn chết vì cái người thân đó đi, hãy nguyện đi. Bây giờ mình thấy cái tâm mình là rất là gắn bó với cái gia đình của mình, nguyện đi, nguyện cho mình khi chết mình tái sanh lại trong cái gia tộc này, thì mai ra mới được làm người. Còn nếu như mình không nguyện đó mà mình vẫn gắn bó quá nhiều đó, thì mình sẽ ở trong cái cõi ma này để mà bám vào đây, bám vào cái sự sống của con người này. Okay. Cho nên nguyện tái sanh làm người. Thì Đức Phật có dạy thế này, có hai vợ chồng cái người cư sĩ đó mới đến với Đức Phật, mới nói là trong cái đời này đó, chúng con sống với nhau rất là thương yêu nhau, mà rất là hài lòng về nhau. Cho nên là chúng con mong muốn rằng đó, là cái đời tới chúng con cũng sẽ là chồng vợ, cũng sẽ sống cái cuộc đời của người cư sĩ, vậy có được không? Thì Đức Phật nói được, với điều kiện là cả hai cùng giữ năm giới, và cả hai cùng hợp tác với nhau trong vấn đề hành giới, tức là giữ giới và hành giới, và nguyện với nhau như vậy thì con đường luân hồi có thể gặp lại nhau. Còn trong kiếp nào thì Đức Phật không có nói nha. Cái này là cái chỗ để mà nói thêm cho những người ta suy nghĩ đơn giản. Ví dụ như đời này nha, hai người, một người nam và một người nữ đó, người ta thương yêu, người ta gắn bó với nhau. Bây giờ có những cái áp lực, những cái trở ngại đó, thì người ta cùng nhau tự tử với cái lời nguyện đó, là người ta sang thế giới nào đó thì người ta được sống với nhau, hoặc người ta tái sanh làm người, người ta được sống với nhau. Thưa quý vị, không, không ở chỗ nào. Tại vì như chúng ta biết đó, mỗi người nó có cái nghiệp riêng. Và khi mà mình đi tái sanh như vậy đó, là không phải rằng là ví dụ như đây là cái kiếp sống của mình đây, đây kiếp sống trước đây của mình đây, nằm chỗ đây. Nên bây giờ khi mà mình tới đây mình chết rồi đó, mình được tái sanh, thì không phải mình tái sanh là do cái trong cái đời này mà nó đưa đi tái sanh, mà nó do một cái tổng thể từ trên xuống này nó phối hợp lại hết, nó mới đưa đi tái sanh. Quý hiểu chưa?
Thành ra không phải là do cái phút cuối này nè, à, người ta nguyện người ta chết mà người ta sẽ tái sanh liền trong cái kiếp kế tiếp để người ta gặp nhau, thì không có thể đâu, không có thể đạt được như ý muốn đâu. Còn người ta nguyện mà người ta sẽ gặp lại nhau thì sẽ gặp lại nhau, nhưng kiếp nào thì không biết. Là tại vì cái lúc mà chết đi tái sanh đó thì nó sẽ dồn hết tất cả những cái quả nghiệp từ nhiều kiếp cho đến cái kiếp này nè, giống như nãy sư cô vẽ đây nè, quý vị thấy không? Thì giờ nào cái này nó phóng ra là nó phóng ra, không biết được đâu. Thành ra đừng có tưởng rằng đó hễ mình tự tử cùng một lúc với nhau là mình sẽ được tái sanh trong cái cảnh giới nào đó và sẽ như ý muốn. Không có như ý muốn, thì kiếp tới chưa chắc được, kiếp tới cũng chưa có chắc được. Và có khi đó là người ta tái sanh thành hai trẻ song sanh với nhau chứ không phải chồng vợ. Người ta tái sanh làm chị em trong gia đình cũng không phải là chồng vợ, không có nói được. Và có khi thế này là cái trong cái luân hồi đó đi lên đi xuống, đi lên đi xuống như thế này, vậy thấy không? Thành ra có những người họ sanh ra làm súc sanh, còn cái người này sanh ra làm người, họ cũng có những cái gắn bó rất là kỳ lạ. Hoặc là cái người sanh ra đó sau này thì do trong cái luân hồi đó có thể họ tạo nhiều cái điều xấu, hình thể cũng xấu mà tánh tình cũng xấu. Có cái người khác thì lại là hình thể cũng tốt, tánh tình cũng tốt, mà do cái lời nguyện đó bây giờ người ta gặp lại nhau, người ta kết hợp. Ta kết hợp thì nó không có ăn nhập vào đâu hết á, thì người ta ở thời gian để làm khổ cho nhau rồi là kết thúc cái lời nguyện đó. Thì thấy rõ chưa? Cho nên hãy nguyện cái điều lành, chứ đừng nguyện trong cái luyến ái. Nên đừng có nghĩ rằng là hãy mình cùng tự tử là mình cùng tái sanh theo ý muốn. Chuyện đó hiếm lắm, hiếm có thể xảy ra lắm. Nghiệp mỗi người mỗi khác, làm sao nói được? Không nói được. Bây giờ chúng ta nói đến cái phần thứ tư là cái phần sát nghiệp. Sát nghiệp hay là cái đoạn nghiệp á, tức là cái sự sống mình đang phơi phới lên bây giờ nó bị cắt nghe. Ba cái chết trên á, cái chết mà do cái tuổi thọ đã hết, cái chết mà do cái phước của quả nghiệp đã hết, cái chết là do cả hai nó đều hết á, thì gọi là cái chết bình thường. Còn cái chết mà thuộc vào cái dạng thứ tư này nó gọi là cái chết phi thời. Cái kia là hợp thời, cái này là phi thời. Cái kia là bình thường, cái này là bất bình thường. Do cái đoạn nghiệp này đó là do một cái, do cái nghiệp không lành nó xảy ra, nó làm đoạn ngang cái sự sống đó. Thí dụ như một người chết vì tai nạn, người chết vì tự tử, hoặc là cái người chết vì luật pháp, vì luật pháp quốc gia. Ví dụ gần đây quý vị nghe một cái vụ án ở Bình Tân đó. Một cái em đó nó mới 18 tuổi mấy mươi ngày đó thôi, mà nó giết cả một cái gia đình 5 người đó. Thì bây giờ mặc dù chưa có đưa ra xử tội, nhưng luật sư đã nói rằng là em phải đối diện với một cái mức án cao nhất là tử hình. Thì như vậy quý vị thấy không, cái tuổi thọ của nó còn, thấy không? Cái phước của sự sống nó còn, nhưng mà do cái ác nghiệp đó mà cái án tử hình xảy ra, nó sẽ làm đoạn nghiệp. Thì những cái chết như thế này đó thì thường thường mà bị như thế thì người ta hay gọi là chết oan. Nhưng mà theo nhà Phật thì chết oan ông không có oan, mà nó nằm trong cái phần thứ tư này, tức là do quả của nghiệp sát mà cái sự sống của người này đang phơi phới lên, có đầy đủ tim, có đầy đủ dầu, nhưng mà nó đang cháy, nhưng mà giờ nó phải phục ngang, là vì do những cái duyên, mà những duyên này chính là những cái quả nghiệp xấu nhất nó đã chặn ngang, nó làm cắt đứt cái sự sống. Thành ra là tai nạn xảy ra bất thình lình. Có những cái người chẳng hạn đi ngang qua vậy mà cái trái dừa nó rớt xuống cái đầu cái là té xuống cái là chết. Trời ơi, mình nhắm mà mình chọi cũng chưa chắc đã trúng nữa, nhưng mà cái xác xước mà nó rớt như vậy thì quả là không còn gì để nói nữa, thấy không? Thành ra những cái tai nạn mà chết mà xảy ra đó thì cái người chết á, người thân của người chết thì gọi là chết oan.
Nhưng mà trong cái gọi là giống như cái định luật về cái chết á, thì nó không có oan. Có oan là tại vì sao? Tại vì mình thấy là vô duyên vô cớ mà chết như vậy, chẳng hạn vậy, thì mình cho đó là cái sự oan ức, bởi vì chết tức chết tối, hiểu không? Nhưng mà cái này nó không có oan, là bởi vì đó là cái quả nghiệp nó trổ sanh mà. Nó thí dụ giờ anh em thì thân thiết với nhau, bây giờ uống rượu, lúc uống rượu nói qua nói lại rồi thì chém nhau chết, hiểu không? Rồi nói vậy là chết oan chết ức, không phải. Nó chết vì cái nghiệp đó, là do cái quả nghiệp sát của nó đã tạo ra rồi. Thì bây giờ đó là nó nhận cái quả nghiệp đó. Thì tất cả những cái người mà chết là do đoạn ngang cái sự sống đó, thì nó không phải chết oan, mà nó chết vì do cái sát nghiệp này đây, nó bị đoạn ngang cái sự sống. Thì chúng ta hiểu như vậy để biết rằng là cái giới thứ nhất cực kỳ quan trọng. Bởi vì ta đang sống, mình đập đầu ta đùng đùng ta chết, thì có phải là mình đoạn ngang cái sự sống đó không? Thì bây giờ khi cái quả nó tái sanh cũng vậy. Cũng như sáng nay sư cô đi giảng, thấy ở ngoài đường nó bày bán là cá lóc nướng trui, không biết bữa nay cái ngày gì mà cá lóc nó cứ bị thọc từ cái miệng nó thọc vô tới bên trong, thế là mình đem ra nướng, rồi bày ra bán. Người ta thấy rất là bình thường, nó có gì đâu. Ăn cá nướng trui thì phải làm vậy thôi. Nhưng mà cái này quý vị có bao giờ thấy này là ác nghiệp không? Mà cái ác nghiệp này nó tạo ra là do gì? Do cái miệng người nào ăn đó. Chứ nếu mà người ta bày ra người ta bán, mình không mua ăn thì người ta dám lụi con cá gì để người ta nướng không? Mà bán đắt quá trời cho nên là người ta nướng nhiều hơn nữa. Thì do cái miệng ai ăn đó thì mới nằm trong cái ác nghiệp này. Hả? Cúng thần tài đó. Thì tại vì mình muốn có tiền trước thì ông thần tài hưởng, sau mình ăn thì cũng cộng nghiệp với nhau đó. Thì cái đó đó là mình làm đoạn mạng cái sự sống những chúng sinh khác, mà mình cho bình thường. Mình cho là bình thường, không có gì cả. Nhưng rõ ràng ta có lục căn. Thì bây giờ cái lục căn này nó bị như vậy thì những chúng sinh khác cũng thấy bình thường. Thì cái luật của cái quả nghiệp nó đi vậy. Cho nên giới sát là giới đứng hàng đầu. Hình như cái lớp này sư cô cũng có nói rồi. Quý vị về thử đi, quý vị có biết. Bây giờ người này đưa tay ra, người đưa tay ra rồi đè xuống coi người nào mạnh, người nào yếu, đúng không? Bây giờ cái người mà mạnh nhất á, bỏ cái lon thịt hộp vô túi áo chưa ăn ngang, bỏ linh hộp, hộp thịt hộp vô túi áo thôi. Còn cái người này á, trong túi áo cho chai nước lã thôi, đừng gì hết á. Thì quý vị sẽ thấy là cái lực đổi liền. Đổi liền tức thời, làm đi, chút nữa là về ra làm đi thì biết rồi. Thì như vậy huống chi mà ăn vô. Tức là bây giờ đưa cái tay ra vậy nè. Ví dụ mình mạnh, mình đè cái tay người này xuống. 2-3 lần người này vẫn thua mình, đúng không? Bây giờ mình lấy cái lon thịt hộp bỏ trong túi áo chưa ăn, cho cái người mà yếu hơn mình cái chai nước lã thôi. Thì là quý vị thấy nó khác. Là cái người mà có cái lon thịt hộp trong người đó là nó yếu xuống liền, hồi nãy rất là mạnh, tay không có gì hết, mình mạnh hơn người ta. Bây giờ bỏ cái lon thịt hộp vô mà tăng cường cho người ta ăn chai nước uống, hạ xuống. Hạ xuống liền. Rồi bây giờ nha. Bây giờ cái người mạnh này đừng bỏ hộp thịt. Mà người mạnh này cho một chai Pepsi hoặc chai Coca hay là chai bia gì đó cũng chưa uống bỏ vô. Còn cái người yếu cho chai nước lã thôi là người mạnh sụp xuống liền. Chưa uống mà nó đã suy rồi. Huống chi mà uống vô. Cho nên mình nói đơn giản mà rất là khôi hài thế này. Mua con cá lia thia về rót cái chai nước suối ra đây, bên này rót một chai Coca ra, bỏ vô thì nó chắc là nó sống ở bên nào thì biết rồi đó. Nó uống Coca là nó chết ngay đuôi liền. Uống bia còn chết lẹ, nó còn nước suối chứ coi còn lội qua lội lại còn sống được. Nhưng mà mình uống cái nước chết vô mình rất nhiều, biểu làm sao sống nổi. Thấy không? Cái nước sống thì không uống, mà uống toàn nước chết vô không. Cái gì cứ cho đi thử đi. Nếu gì muốn biết nó tốt hay không, cứ bỏ trong cái túi áo đi. Một người chai nước lã, một người chai xá xị, Pepsi, Coca hay là bia gì đó thì sẽ thấy rồi. Thử đi. Vì sao vậy? Vì khi chúng ta dùng thực phẩm tạo ra năng lượng.
năng lượng nó không ngừng lại chỗ đó, mà năng lượng lành và năng lượng xấu. Năng lượng lành nó là cái năng lượng tích cực, làm cho sức khỏe và trí tuệ sáng suốt. Cái năng lượng xấu nó làm cho cái phần quế nhiễm này nó tăng lên. Thấy không? Chúng ta chỉ biết ăn nó bổ, nó có năng lượng, còn cái đuôi của nó là năng lượng gì không có bàn. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy bàn năng lượng mà chúng ta đang có ở đây do thức ăn đem lại là năng lượng lành hay năng lượng không lành, thì chúng ta cứ kiểm tra. Mà nếu năng lượng này không lành thì đây là chúng ta đang câu thông với thế giới của đau khổ đây. Con đường nó quá rõ thì chúng ta còn chối ở đâu được nữa? Chúng ta còn chối ở đâu? Nó nằm đây. Còn năng lượng lành đây, nó đi lên đây, nó làm người và chư thiên đây, nó đưa đến giải thoát đây. Còn cái năng lượng này nó đi xuống đây. Có cái gì không rõ ràng, có cái gì mê tín trong đạo Phật đâu. Hãy thử nghiệm đi. Thử nghiệm mình làm với nhau rất là trung thực, không phải là cái thử nghiệm của ai cả. Làm đi rồi mới thấy. Cho nên mình chỉ thấy calorie là năng lượng, nhưng ta quên cái đuôi. Người giỏi, giỏi điều thiện hay giỏi điều ác, nó phải thêm cái đuôi vô chứ. Còn mình chỉ nói giỏi thôi mà nó không có định hướng là lành hay không lành, chưa đủ. Mình ăn vô có năng lượng, bổ dưỡng có năng lượng được, nhưng nó tăng điều lành hay tăng điều xấu, phải coi cái đuôi đó, phải xem xét lại. Chứ không phải giỏi là đủ, không phải ăn đồ bổ là đủ, mà nó tốt hay nó xấu, thêm cái này. Cái này chính là tu tập, cái này chính là nhà Phật. Bởi vì cái con đường tâm linh của chúng ta là cái con đường nó chỉ trôi chảy, nó trôi chảy, nó trôi từ đời này sang cái đời khác. Nhưng mà đánh cái mũi tên đi lên và đánh mũi tên đi xuống chính là chư Phật đã làm điều này, để chỉ rõ cho chúng ta tất cả những gì nó chảy trong tâm thức chúng ta, nó làm thành một cái dòng sống. Nhưng cái dòng sống đó nó hướng thượng hay nó hướng hạ thì chúng ta phải kiểm soát lại. Và chúng ta làm người và phát triển cái người chúng ta lên càng lúc càng đầy đủ cái tam nhân đó, là ở chỗ chúng ta kiểm soát được, xem cái dòng sống chúng ta nó đi cái khuynh hướng này. Cũng như tất cả thức ăn đưa vào cơ thể chúng ta nó tạo nên cái năng lượng gì, thì giờ đây chúng ta hãy kiểm soát. Còn mình không kiểm soát mình chịu chứ, ai chịu bây giờ? Cái miệng mình ăn, cái ý thích của mình thì phải nhận cái hậu quả đó. Thấy không? Và cái lời Phật vẫn còn ở trên thế gian này mãi mãi. Nhưng ai là cái người có thể mà ngửa được cái chén ra để rót được cái pháp nhũ này, thì đó là cái phước báu của mọi người. Kinh điển là cho chung hết, không cho riêng với ai cả. Nhưng mà ai rót được cái điều này, và ai uống được cái điều này? Pháp nhũ chúng ta hứng được rồi, nhưng ta uống được cái pháp nhũ này hay không? Là chúng ta kiểm soát đi. Chúng ta đón nhận cái lời dạy của Phật, và chúng ta hãy uống nó vào bằng cách chúng ta nếm cái hương vị đó, là chúng ta đi kiểm soát được trong tâm của mình. Kiểm soát được. Còn những thử nghiệm bằng hai cánh tay này, quý vị thử nghiệm được, hãy thử nghiệm đi, rồi mới biết rằng thức ăn này mang đến cái năng lượng gì. Và nhớ rằng cái giờ lâm chung của chúng ta chịu chi phối bởi hai năng lượng này mà thôi, không có gì khác hơn cả. Cái giờ lâm chung này mà cái năng lượng lành này nó phát sanh, có nghĩa là quả nghiệp thiện đang phát sanh. Còn năng lượng xấu nó phát sanh thì có nghĩa là quả bất thiện nó đang phát sanh, thì con đường tái sanh đi xuống, và đây con đường tái sanh đi lên. Nó cũng chỉ là hai cái luồng nghiệp này, cũng chính là hai cái nguồn năng lượng có sẵn trong thể chất và tâm linh của mình. Thì chết sống nằm chỗ đó, luân hồi nằm chỗ đó, và đường đi của chúng ta nằm ở cái chỗ đó. Và chúng ta luôn luôn
phải kiểm soát được mình. Kiểm soát được nhiều chừng nào, quý báu chừng đó. Chúng ta có cái khuynh hướng như thế này. Khuynh hướng là chúng ta thích nghe âm nhạc, chúng ta thích nghe, thích coi phim, tuồng hát, tuồng cải lương, nghệ thuật tranh ảnh vân vân. Đó là cái khuynh hướng mà ai cũng có hết, không có người nào không có. Nhưng chúng ta kiểm lại coi, đây là bức tranh đẹp này, đây là cái tượng đẹp này, đây là một cái tác phẩm nghệ thuật hay nè, đây là những cái tuồng hát vân vân, tất cả mọi thứ do cái gì mà có vậy? Do cái tâm người ta vẽ ra. Và tất cả cái tâm người ta vẽ ra, nó vẽ có những cái đoạn nó vẽ bằng tâm sáng, có những cái đoạn nó vẽ bằng tâm tối. Tất cả đều là tâm. Và nó hiện ra với những cái thước phim, với những vở kịch, với những cái bài hát, với những cái bài thơ. Và tất cả những điều này lạ lùng thay đó, khi chúng ta hành thiền, chúng ta sẽ thấy những cái bức tranh đời ở trong tâm chúng ta. Do tâm mình vẽ vời ra, nhưng nó lại không hấp dẫn mình bằng những cái bức tranh mà do những cái người nghệ sĩ tạo tác ra. Và chúng ta thưởng thức những cái nghệ thuật đó. Tại sao chúng ta không thưởng thức ngay chính trong cái tâm mình để mình mới phân biệt được? Sư cô đến một vài nơi, kể cả một cái nơi người ta lập một cái chỗ để tu thiền, và một cái nhà của một cái cư sĩ mà ta rất là kính quý Phật. Sư cô lấy làm ngạc nhiên, cái chỗ tu thiền cũng để một cái tượng Đức Phật, mà để như thế này, là cái chân thì kéo lên, rồi cái tay để như cái đầu nó ngoẻo qua một bên vậy. Một chỗ, tới một cái nhà đó còn vậy, 3-4 cái tượng. Sư cô nói, chú lợi chú coi cái tượng này đó, người ta tạc như thế nào, chú ngồi y vậy đi, ngồi y dùm đi. Thì chú ngồi, chú cũng kéo cái chân lên, chú ngã rồi rồi. Sư cô hỏi, chú ngồi được bao lâu, chú nói đi. Nó chịu không nổi, chú cô, nó quẹo cái đầu quá. Nó coi cái chân lên, nó quẹo cái đầu quá, nó ngoẻo cái đầu, mà cái xương sống nó cong vòng, chịu không được. Sư cô hỏi, chứ nội cái ngồi về cái hình thức không, mà cái thân nó bất an. Và cái người mà ngồi mà ngoẻo cái đầu sang này đó, chú biết cái tâm nó là tâm gì không? Mà tại sao mình khờ cho đến đổi đó, mấy cái ông nghệ nhân chỉ biết những cái lắc léo để mà làm cho người ta mà mắt người ta thôi. Còn mình á, là cái người theo Phật, mình mở một cái chỗ tu thiền mà mình để một cái tượng như vậy, mình không nhận ra là sao? Có bao giờ mình thấy ông Phật ông tu thiền mà ông ngậu nghẽo cái đầu qua, rồi kéo cái chuyện để cái đầu qua vậy mà ông tu thiền ông tu sao? Chúng ta nên nhớ rằng đó, cái đời sống tâm linh chúng ta chỉ có một con đường thẳng duy nhất, đó là con đường thiện và thiện trí, không có siêu lệch. Và sức khỏe chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là đường xương sống thẳng mà thôi, không có khác hơn. Chúng ta có cái phước báo sanh ra làm người đó, phần lớn đó, chúng ta đều có cái xương sống thẳng. Nhưng mà do đó, từ nhỏ tới lớn đó, mình ngồi mình làm hoặc là chơi giỡn nhân dân, tất cả mỗi ngày nó sai lệch một chút. Nhưng mà chúng ta đây đó đã không có biết cách để mà giống như là để mỗi một ngày mình phục hồi nó lại cái vị trí cũ. Cho đến cái lúc nào đó nó đau quá rồi đó, chân đi hết nổi, tay đi, tay mà cầm nắm không được rồi, thì mới biết rằng nó lệch cột sống cổ, nó lệch cột sống lưng. Thì chừng đó muộn rồi, thì thấy không? Thành ra cái sự sai lệch về cái cổ và cái xương sống đưa đến sự bất an về thể chất. Và cái tâm chúng ta đó, làm người thì chúng ta đã sanh ra được là bằng cái quả thiện và thiện trí này đây. Mà chúng ta bị cái lệch lạc này mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, thì nó làm cho cái tâm của mình cũng bất an, cũng bệnh luôn. Như vậy tại sao mình đi mua một cái tượng mà cái cột sống cổ này nó dẹo qua bên rồi, nó lại cong người, là cái cột sống lưng nó dẹo qua bên rồi, thì nó tượng trưng cho gì? Nó tượng trưng cho sự bất hạnh mà thôi. Đó là bệnh về thân, bệnh về tâm. Mình đặt lên để ngưỡng mộ là ngưỡng mộ cái gì? Cái đó là do cái bệnh tật của cái người sáng tạo.
người ta lệch lạc trong cái suy nghĩ, người ta đã tạo tác ra như vậy. Mình còn lệch hơn nữa là mình bưng cái bệnh hoạn đó đem về nhà. Mình lại còn ngưỡng mộ nó mới chết chứ. Thấy chưa? Cho nên phải nhớ nè, ai nói với chúng ta bất cứ điều gì cám dỗ nhất mà nó không thiện thì chúng ta không có nghe. Không có nghe. Và mỗi một ngày đó chúng ta cố gắng nhớ mình ngồi thẳng lên, nhớ mình ngồi thẳng lên, nhớ mình ngồi thẳng lên, nhớ được chút nào mừng chút đó. Thì chỉ có cái việc chúng ta hành thiền, chúng ta lúc nào bất cứ làm việc gì chúng ta cũng cố gắng để nhận biết rõ cái điều đó. Thì vậy chúng ta đang giữ cho cái tâm chúng ta đi vào con đường thiện. Cũng như mình cảnh giác mình ráng ngồi thẳng lên. Nhưng mà ngọn hơi nó có sụn xuống. Tại sao nó sụn xuống vậy? Tại vì nó đau cái chỗ nào đó mà mình thẳng lên nó đau quá cho mình chiều theo nó. Mình chiều theo nó là bởi vì nghiêng về thì nó dễ chịu mà thẳng lên nó đau quá chịu không nổi. Cúi xuống vậy thì nó chịu được mà thẳng lên nó đau quá chịu không nổi. Như vậy chúng ta đang chiều theo cái gì vậy? Chúng ta đều chiều theo cái bệnh tật. Chứ không phải chúng ta chiều theo điều đúng đắn. Cũng như trong cái đời sống tâm linh chúng ta đó, chúng ta đi vào cái con đường thiện và thiện trí này nè, thì cái tâm mà ưa thích và cái tâm dính mắc của chúng ta đó, nó bị rã rời đi, thì chúng ta cảm thấy như nó, cái sự sống của chúng ta nó nhợt nhạt đi. Nhưng thật sự nó không nhợt nhạt, bởi vì nó quen sự dơ bẩn rồi. Bây giờ khi ở sạch nó không chịu, nhưng mà chúng ta tập lần để hướng về cái điều thiện. Bởi vì cái điều thiện đó, những cái hạnh phúc trong tâm của chúng ta rất là vi tế và rất là nhẹ nhàng. Còn những cái điều bất thiện này nè, trong tâm chúng ta khi mà thọ hưởng với nó thì nó như là một cái chất men, nó kích thích, nó nồng nàn và nó mạnh mẽ lắm và nó ấn tượng lắm. Cho nên chúng ta đây đó bị nó cám dỗ. Cũng như do chúng ta đau nhiều quá mà cái người chúng ta lệch là vì không có muốn đau nữa, cho nên là phải lệch theo nó mới chịu đựng được. Rồi lâu ngày nó thành ra có tật. Cho nên chúng ta phải sớm chữa trị về thân, cũng như chúng ta sớm điều chỉnh về thân. Còn nếu không, tất cả sự nghiêng lệch này nó sẽ không có nghiêng lệch trong một kiếp. Đó là điều chúng ta phải nhớ. Bởi vì nó đi trên cái khuynh hướng hướng thượng hoặc khuynh hướng hướng hạ. Nhớ vậy. Và giờ chúng ta ra đi, rồi chúng ta sẽ khảo sát, chúng ta thấy cái khuynh hướng hướng hạ này nó chiếm lĩnh trong cái giờ ram chung của chúng ta cực kỳ mạnh mẽ, chứ không phải là ít đâu. Bởi vì hàng ngày đó chúng ta bị những cái pháp này nó lôi cuốn xuống. Và nó chỉ hai con đường trong tâm chúng ta thôi. Chúng ta phải khảo sát để thấy trong tâm của mình, để mình dạy dỗ cái tâm của mình. Và chắc chắn là mình sẽ dạy dỗ được, mặc dầu nó rất là cứng đầu, nó rất là khó dạy, nhưng chúng ta có thể uốn nắn lần được. Rồi trong cái tu thiền, quý vị sẽ thấy rằng cái điều mà chúng ta học ngày nay trong giáo pháp đó, thì tất cả những cái đó, những cái bậc hành trì mà đã trở thành chư Phật đó đã trải qua và thấy rõ. Mình phải đi cái con đường đó thật là sâu sát để mình hiểu rõ cái năng lượng lành và cái năng lượng không lành, con đường thiện và con đường bất thiện. Nó luôn luôn là một cái dòng chảy ở trong tâm của mình với hai cái khuynh hướng. Mà cái khuynh hướng mà về cái xấu đó, nó đầy những cái cám dỗ và chúng ta phải nhận cho ra. Xin nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây có đầy đủ phước báo trí tuệ để nhận ra tất cả những cái khuynh hướng lành cũng như khuynh hướng không lành của chúng ta. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.